Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 158. Bạch hổ tới cứu ta. Viêm thiên long thần vậy cảm nhận được liền bạch hổ hơi thở, trong lòng từng cơn mừng rỡ. Hắn rất rõ ràng bạch hổ thực lực, có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên, muốn cứu vãn hắn, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, bạch hổ nghiền nát trùng trùng long ảnh. Toàn bộ viễn cổ bảo vệ long trận, trực tiếp bị hắn nghiền nát. Hắn phá trận ra, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Phía trước, có hai cổ hơi thở. Một cổ, là viêm thiên long thần hơi thở. Khác một cổ, là Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng hơi thở. Hai người đã mang luân hồi huyền bi chạy trốn. Rốt cuộc là trước đi cứu người, trước hay là đi chặn đánh kẻ địch, đoạt lại luân hồi huyền bi. Mấy người các ngươi, đi cứu viêm thiên đại nhân. Những người khác, theo ta tới. Bạch hổ ánh mắt lóe lên, rất nhanh làm xong an bài. Lập tức liền có mấy cái thiên thần cảnh trưởng lão, phân thân trước đi cứu người. Mà còn dư lại trưởng lão, thì đi theo bạch hổ, nhanh chóng đuổi giết Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng. Bọn họ tới. Diệp Lạc Nhi đang mang Chí Tôn Long Hoàng, đi cửu thiên thần Long Điện chỗ sâu bỏ chạy, chạy tới bên trong một rừng cây, nhưng cảm thấy bạch hổ hơi thở gào thét tới, nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Nàng trước mắt tu vi, mượn cửu thiên thần Long Điện cùng với thức tỉnh một phần chia vực ngoại huyết mạch, tăng lên tới thiên thần cảnh nhất tầng thiên, lĩnh ngộ thiên hình ngũ tuyệt trận sau đó, đủ để chém chết thiên thần cảnh 3 tầng thiên cao thủ, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bạch hổ, nhưng có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực, tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Đáng chết! Chí Tôn Long Hoàng cắn răng, không nghĩ tới kẻ địch như thế cường hãn. Viễn cổ bảo vệ long trận cơ hồ là ngay lập tức, liền bị nghiền nát, không có đưa đến chút nào trì hoãn tác dụng. Chủ tử, người đi mau, ta tới ngăn lại bọn họ. Chí Tôn Long Hoàng ánh mắt bỗng đoạn tuyệt, dừng lại ở bước chân, như núi cao vậy lập tại chỗ. Nhưng mà, Diệp Lạc Nhi trong lòng nóng nảy, cũng không biết như thế nào cho phải. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió cấp, liền gặp bạch hổ mang 7-8 cái thiên đạo cung cường giả. Như sao rơi tới sát. Đi mau. Chí Tôn Long Hoàng nghiêm nghị gầm thét. Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Lạc Nhi vành mắt một đỏ, thanh âm mang một chút bi thương, xoay người thoát đi. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng ở lại chỗ này, chỉ sẽ cùng Chí Tôn Long Hoàng cùng nhau chôn theo. Ha ha, muốn chạy, cầm luân hồi huyền bi giao ra. Bạch hổ cười lạnh một tiếng, năm ngón tay một quyền, hung hăng một quyền nghiền bạo hư không. Thẳng giết Diệp Lạc Nhi. Nắm đấm của hắn, đặc biệt chi sắc bén, lại có lưỡi đao hơi thở. Một quyền giết ra, như thượng cổ thiên đao chém chết, thì phải bổ ra Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại. Đừng mong tổn thương ta chủ. Chí Tôn Long Hoàng quát lên một tiếng lớn, cuồng như vậy động thân cản đường. Phịch, ác liệt quyền phong, hung hăng bổ vào hắn trên thân thể, như trường đao hoành cướp thiên sơn. Phốc xích. Chí Tôn Long Hoàng há mồm phun ra máu tươi, trên mình bị đánh ra một đạo dữ tợn vết thương, sâu thấy tới xương. Một quyền. Chỉ là đơn giản một quyền. Hắn trực tiếp bị thương nặng, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Hắn đã sớm không có ở đây đỉnh cấp, bởi vì trước đây đánh một trận bị thương nặng, căn cơ bị hủy hơn nửa, và bạch hổ chênh lệch, thật sự là quá khổng lồ, thật là không thể nào chiến thắng. Bất quá, vậy thật may hắn liều chết cản đường. Diệp Lạc Nhi tranh thủ được thời gian, nhanh chóng chạy trốn đi, thời gian đảo mắt không thấy bóng dáng. Diệp Lạc Nhi nước mắt rơi xuống, không dám quay đầu, nàng biết ngày hôm nay, Chí Tôn Long Hoàng chết chắc, không có chút nào sống sót có thể, là vì bảo vệ nàng mà chết. Thần quốc biên giới, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh hai người, đã bước chân vào thần quốc địa giới. Sau này gặp lại, Ngụy Dĩnh giọng lãnh đạm, không có nói gì nhiều. Trực tiếp cưỡi ô mang rời đi. Này, ta còn không biết ngươi tên chữ. Diệp Thần kêu một tiếng, cái này thần bí thiếu nữ, một mực dùng cái khăn che mặt che đậy gương mặt, hắn cũng không biết nàng hình dáng, thậm chí liền nàng tên chữ cũng không biết. Ngụy Dĩnh thân thể mềm mại chấn động một cái, hơi dừng lại, nhưng cuối cùng không có nói gì, bay lên bầu trời đã đi xa. Chỉ là, nghĩ đến và Diệp Thần song kiếm hợp bích mùi vị, nàng sâu trong nội tâm. Trong phảng phất nhưng nổi lên rung động.
cổ quái người. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đối phương không chịu biểu lộ thân phận, hắn vậy không có cách nào. Dừng một chút, Diệp Thần thu liễm tâm thần, thanh âm truyền tới luân hồi mộ địa bên trong đi, hỏi, sư nương, không biết vậy giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, ở địa phương nào? Hiện tại tiểu hoàng thương thế quá nghiêm trọng, dựa hết vào Tô Nhược Hy treo mệnh, cũng không phải biện pháp. Chỉ có mau sớm tìm được giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn thương thế. Tô Nhược Hy nói, giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, dựa theo ban đầu ta nghe lời đồn đãi tới xem, hẳn ở vực ngoại, ngươi trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không tìm được. Diệp Thần vội la lên, không biết ở vực ngoại địa phương nào, có xa lắm không? Tô Nhược Hy chậm rãi nói, cái này giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, ở vực ngoại một nơi đặc thù bí cảnh, người hiện tại còn không đi được vực ngoại. Vực ngoại đặc thù bí cảnh. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, không nghĩ tới cái này giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, lại có thể ở vực ngoại, đây có thể phiền toái, lấy hắn bây giờ thực lực, đi vực ngoại lịch luyện, cơ hồ là cửu tử nhất sanh. Tô Nhược Hy tiếp tục nói, thật ra thì, hai con người ác mộng cũng có hắn tính đặc thù. Người muốn trị tốt sủng vật này mà nói, đi tìm điểm thuần dương pháp bảo trở về, đút cho hắn ăn, cũng có thể miễn cưỡng chữa trị thương thế. Thuần dương pháp bảo. Diệp Thần trong lòng động một cái, ẩn chứa có thuần dương hơi thở pháp bảo, không hề nhiều gặp, nhưng muốn phải tìm, tổng so tìm giọt thứ hai huyết mạch sơ khai đơn giản rất nhiều. Vãn bối biết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, thối lui ra luân hồi mộ địa. Tính toán nên đi nơi nào tìm thuần dương pháp bảo. Đang nghĩ ngợi gian, đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy huyết mạch dị động. Trần bia, phòng bi, viêm bia, độc bia, bốn tấm bia đá cũng đang chấn động, xa xa hô ứng cửu thiên thần long điện phương hướng, không ngừng đồng tình. Luân hồi huyền bi, luân hồi huyền bi xuất thế. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, nhất thời liền cảm ứng được, cửu thiên thần long điện lại có thể xuất thế một khối luân hồi huyền bi. Là ám bi, viêm thiên long thần ám bi. Thiên cơ số mạng hơi thở, cuồn cuộn tới. Diệp Thần tâm thần thoáng qua một chút hiểu ra, ngay tức thì dòm ngó thấy sau lưng nhân quả. Cướp đoạt. Nhất định phải cướp đoạt. Khối này ám bi, nhưng mà thiên đạo cung mạch máu. Giờ phút này xuất thế, nếu như có thể cướp đoạt lại, tương đương với chặt đứt thiên đạo cung một cánh tay. Suy rồi. Diệp Thần không do dự. Trực tiếp biến dạng hư không, chạy tới cửu thiên thần long điện. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở cửu thiên thần long điện bầu trời. Là bạch hổ hơi thở. Diệp Thần con người co rúm một cái, nhất thời bắt được một chút quen thuộc hơi thở, lại là bạch hổ. Còn có Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng nguy cơ hơi thở, hắn vậy cảm thấy. Thằng nhóc, nơi này có hồng mông chí bảo khí hồn hơi thở, nếu như ngươi có thể luyện hóa. Có thể so với thuần dương pháp bảo dễ xài hơn. Tô Nhược Hy thanh âm truyền ra. Hồng mông chí bảo khí hồn. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, bạch hổ trên thực tế là bạch hổ đoạn hồn đao khí hồn. Mà bạch hổ đoạn hồn đao, chính là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong. Tiểu hoàng trọng thương, cần phải chiếm đoạt thuần dương pháp bảo, mới có thể khôi phục thương thế. Mà bạch hổ thân là hồng mông chí bảo khí hồn. Năng lượng không biết so phổ thông pháp bảo tinh thuần nhiều ít lần, nếu như có thể luyện hóa hắn, nhất định có thể thật to điều dưỡng tiểu hoàng thương thế. Ta biết, sư nương. Diệp Thần trong lòng mừng thầm, mặc dù bạch hổ có chừng thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực, nhưng hắn tấn thăng đến hỗn độn cảnh tầng 2 trời, thực lực vậy đổi mạnh không ít. Hơn nữa, hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy, tuyệt đối có sức đánh một trận. Nếu như có thể chém chết bạch hổ. Đem chi luyện hóa, liền có thể lớn đại trị liệu tiểu hoàng thương thế. Suy, Diệp Thần thân như tia chớp, phá giết hư không, nhanh chóng đi trước. Mà lúc này, trong rừng cây, cho ta cút, bạch hổ một tiếng gầm thét, ánh mắt vô cùng tàn bạo, một quyền ác liệt bổ, thẳng đập Chí Tôn Long Hoàng đầu. Tức giận, vô cùng tức giận, bởi vì Chí Tôn Long Hoàng ngăn trở, hắn trơ mắt nhìn Diệp Lạc Nhi chạy trốn, nhưng không có biện pháp nào. Trong lòng tức giận, có thể tưởng tượng được. Hiện tại, hắn chỉ muốn một quyền đánh chết Chí Tôn Long Hoàng, lại đuổi theo giết Diệp Lạc Nhi, đoạt lại luân hồi huyền bi. Nhưng vấn đề là, máy bay chiến đấu thoáng một cái đã qua, thời khắc này Diệp Lạc Nhi,
có thể đã chạy tới Cửu Thiên Thần Long Điện chỗ sâu, hoàn toàn chạy đi. Nếu như bị mất luân hồi huyền bi, hắn thật không biết, nên như thế nào hướng Hiên Viên Mặc Tà giao phó. Chí Tôn Long Hoàng nhắm mắt lại, nhắm mắt chờ chết. Hắn khóe miệng, mang vẻ mỉm cười. Sứ mạng của hắn, đã hoàn thành. Hiện tại Bạch Hổ muốn đuổi giết Diệp Lạc Nhi, cơ hồ không thể nào. Chậm, mắt xem Bạch Hổ quả đấm, thì phải đập bạo Chí Tôn Long Hoàng đầu, một đạo trầm hậu thanh âm vang lên. Viêm Thiên Đại Nhân, Bạch Hổ hơi sững sờ, dừng lại ở động tác, nhưng gặp Viêm Thiên Long Thần đã được cứu ra, đang mang mấy cái thiên đạo cung cường giả, chạy tới nơi đây. Bạch Hổ, cái này Chí Tôn Long Hoàng, thân xác tư chất không tệ, thà giết hắn, ngược lại không như luyện thành kim thi con rối, miễn cưỡng đời đời là ta thiên đạo cung sử dụng. Viêm Thiên Long Thần lãnh khốc cười lên. Những ngày qua thời gian, hắn gặp cực hình hành hạ, hiện tại rốt cuộc thoát khốn, chỉ muốn báo thù tuyết hận. Nếu như đơn giản giết Chí Tôn Long Hoàng, chân thực không quá đã, không bằng cầm hắn luyện chế thành con rối, vĩnh viễn hành hạ chân áp. Mới thật sự là sảng khoái. Hết thảy nghe theo Viêm Thiên phân phó của đại nhân. Bạch Hổ chắp tay, thái độ đặc biệt cung kính. Mặc dù hắn tu vi, so Viêm Thiên Long Thần cường hãn rất nhiều. Nhưng ở Thiên Đạo Cung bên trong, Viêm Thiên Long Thần địa vị tôn sùng, và Hiên Viên Mặc Tà có đặc biệt thâm hậu quan hệ, cho dù là hắn, cũng phải cung kính vạn phần. Viêm Thiên, ngươi! Chí Tôn Long Hoàng sắc mặt chợt biến. Nếu như đơn thuần là chết, hắn đổ không sợ. Nhưng phải bị luyện chế thành con rối, vĩnh viễn không được siêu thoát, cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Chí Tôn Long Hoàng, người ta hôm nay, ai vì chủ nấy, thượng cổ tình cảm, đã sớm không còn tồn tại, người không nên trách ta tuyệt tình. Viêm Thiên Long Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quát ngắn nói, Bạch Hổ, động thủ. Bạch Hổ ánh mắt sắc bén. Thân thể bạo giết ra, năm ngón tay dương ra, thì phải bắt Chí Tôn Long Hoàng. Đột nhiên, một đạo vô cùng vang vọng, vô cùng khoáng đạt, vô cùng cổ xưa âm tiết, từ trên bầu trời cuồn cuộn trấn áp xuống. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Trên mặt đất, Bạch Hổ bên người mười mấy thiên đạo cung cường giả, ở nơi này âm tiết trấn áp xuống, tại chỗ cuồng phún máu tươi, nội tạng nổ tung, ngã xuống đất toi mạng. Viêm Thiên Long Thần vậy khạc ra máu tươi, mang chút bể tan tành nội tạng, to lớn thân rồng tê liệt ngã xuống đất, không ngừng co quắp, ngay tức thì bị trọng thương. Liền liền Bạch Hổ, thân thể vậy lắc lư một tí, đầu ông tác hưởng, vậy được chấn động. Cái này, đây là, Thiên Long Bát Thần Âm. Bạch Hổ sắc mặt chợt biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ gặp một đạo thanh niên bóng người, cầm kiếm treo lơ lửng trên không trung. Tu vi mặc dù chỉ có hỗn độn cảnh tầng hai trời, nhưng hơi thở vô cùng ác liệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi chắc là cung chủ muốn tìm thần bí thanh niên chứ? Bạch Hổ quả đấm nắm chặt, khớp xương rắc rắc nổ vang. Hắn sớm nghe nói qua, Thiên Đạo Cung có một tên địch, tuổi còn trẻ, nhưng luyện thành 33 thiên hồng mông cổ pháp, đặc biệt khó đối phó. Diệp tiên sinh, Chí Tôn Long Hoàng môi ông động, mặt đầy kích động. Cái này thanh niên bóng người, chính là Diệp Thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ngắn thời gian ngắn không gặp, Diệp Thần lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Đơn giản một đạo hồng mông âm tiết, trực tiếp nghiền giết mười mấy thiên đạo cung cường giả, trên đất hiện đầy thi thể. Phải biết, vậy mười mấy thiên đạo cung cường giả, đều có thiên thần cảnh tu vi, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng vậy tuyệt đối không kém. Nhưng hiện tại, Diệp Thần một cái âm tiết, liền đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn thực lực, rốt cuộc cường hãn đến cái gì bước? Phổ thông thiên thần cảnh cao thủ, ở dưới tay của hắn, lại là con kiến hôi tồn tại, trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Không có sao chứ. Diệp Thần lăng không phi hàng, rơi vào Chí Tôn Long Hoàng bên người. Không có sao. Chí Tôn Long Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Diệp Thần vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, đúng mực cầm nặn vừa đúng lúc, kinh khủng kia hồng mông sóng âm, cũng không có đánh vào đến hắn. Bạch Hổ, chính là hắn. Chính là cái này tiểu tử, khắp nơi cùng ta Thiên Đạo Cung đối nghịch. Mau giết hắn. Trên đất, trọng thương Viêm Thiên Long Thần gầm thét liền liền, thanh âm vô cùng tức giận.
Ngắn thời gian ngắn không gặp, Diệp Thần thì có lớn như vậy tiến bộ. Một cái âm tiết, liền tiêu diệt mười mấy thiên đạo cung cường giả. Hắn thật sâu sợ hãi. Nếu như lại không chém chết Diệp Thần, nếu thời gian dài, hắn thật muốn đạp bể thiên đạo cung, chấn áp chư thiên vạn giới, ai cũng không cản được hắn. Thật may, mặc dù Diệp Thần lợi hại, nhưng cùng Bạch Hổ so sánh, vẫn kém được xa. Bạch Hổ thực lực, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Diệp Thần so với hắn, giống như trời đất phân nê, hoàn toàn không thể như nhau. Một cái hỗn độn cảnh tầng 2 trời, ta đây muốn xem, người rốt cuộc thật lợi hại. Bạch Hổ ánh mắt run lên, cuồng như vậy một quyền gào thét ra. Hắn đối với mình thực lực, có ngập trời tự tin. Một cái thiên thần cảnh 7 tầng thiên, muốn tiêu diệt một cái hỗn độn cảnh tầng 2 trời, tuyệt đối không thành vấn đề. Ác liệt quyền mang, tràn ngập nhọn sát khí, cây cối chung quanh, ở hung mãnh quyền phong kích động hạ, nhất thời trăm chi lay động, không ngừng chấn động. Diệt thiên kiếm quyết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, không chút do dự nào, trực tiếp động dùng toàn lực. Hắn rất rõ ràng, Bạch Hổ thực lực và Già Thiên Ma Đế một cái cấp bậc, vô cùng lợi hại, muốn chiến thắng nói, tuyệt đối không thể nương tay. Cuồng bạo hủy diệt mộ đạo, ở Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên. Một kiếm này, mang ngập trời khí tức hủy diệt, hung hăng chém về phía Bạch Hổ quả đấm. Có chút ý tứ, đáng tiếc, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, muốn dung chuyển ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Bạch Hổ híp mắt, Diệp Thần một kiếm này, khí tức hủy diệt mãnh liệt, đích xác là cường hãn. Nhưng hắn cảnh giới, so với Diệp Thần cao hơn quá nhiều. Đối mặt một kiếm này, hắn không có chút nào sợ, vẫn hung hăng một quyền trấn áp xuống đi. Phịch, một quyền kinh thiên. Bạch Hổ quyền mang vô cùng hung mãnh lực đạo, ngay tức thì đẩy lui Diệp Thần. Diệp Thần diệt thiên kiếm quyết, tất cả kiếm khí đều bị nghiền nát. To lớn lực đạo, chấn động được hắn gan bàn tay tê dại, sát kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra. Tốt thực lực cường hãn. Diệp Thần bỏ rơi vung có chút tê dại cánh tay, thiên thần cảnh 7 tầng thiên, quả nhiên là cường hãn. Hiện tại phong ma tôn giả Cổ Hàn Lâm cơ hồ tiêu diệt, ẩn núp ở sát kiếm bên trong, kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc vậy không giúp được hắn, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy phải chiếu cố tiểu hoàng, cũng không nghi ra tay. Dựa hết vào hắn một người, muốn chiến thắng thiên thần cảnh 7 tầng thiên Bạch Hổ, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Suy suy suy. Đột nhiên, một hồi nhọn tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp mười mấy cái xiềng xích, mang ngập trời hình phạt hơi thở, dường như muốn nghiền ép chư thiên thần linh, hung hăng hướng Bạch Hổ đánh tới. Thiên hình xiềng xích. Bạch Hổ sắc mặt chợt biến, những thứ này xiềng xích sương mù sôi trào, một phiến phiến sương mù màu đen, diễn hóa thành mãnh liệt ma phù, trong phảng phất lại còn hàm chứa thượng cổ thánh long uy nghiêm, làm người ta lộ vẻ xúc động. Diệp đại ca, ta tới giúp ngươi. Một đạo dễ nghe khẽ kêu tiếng vang lên. Chỉ gặp Diệp Lạc Nhi xinh xắn thân thể, ngang trời bay vút tới, ở nàng quanh thân, từng cái thiên hình xiềng xích xen lẫn bay lượn, nàng tựa như chúa tể trời phạt thần phạt nữ thần, hơi thở đặc biệt ác liệt. Lạc Nhi, ngươi. Diệp Thần thấy những ngày qua hình xiềng xích, ánh mắt nhất thời cả kinh, sau đó dò ngó thấy sau lưng nhân quả, vui vẻ nói. Lạc Nhi, ngươi lại có này cùng kỳ ngộ, cầm thượng cổ thiên hình xiềng xích, luyện hóa thành mình pháp bảo, còn lĩnh ngộ thiên hình ngũ tuyệt trận thần thông. Những ngày qua hình xiềng xích, là thời đại thượng cổ, trấn áp thanh thị trúc long dụng cụ, vô cùng lợi hại, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi lại có thể toàn bộ luyện hóa, hơn nữa còn lĩnh ngộ sau lưng thiên hình ngũ tuyệt trận. Thiên hình ngũ tuyệt trận lực sát thương, Diệp Thần nhưng mà đích thân cảm thụ qua, nếu như bị Diệp Lạc Nhi toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn, nàng nhất định có thiên đại lột xác. Chủ tử, người tại sao trở lại? Chí Tôn Long Hoàng thấy Diệp Lạc Nhi tới, nhất thời có chút oán trách. Hắn liều mạng tự mình hy sinh tánh mạng, chỉ vì che chở Diệp Lạc Nhi rời đi. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi lại có thể không trốn, còn quay đầu chạy trở lại, đây không phải là chịu chết sao? Diệp đại ca tới, ta há có thể một mình sống trộm. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần một mắt, mắt đẹp bên trong tràn đầy thâm tình. Đa tạ ngươi. Diệp Thần trong lòng ấm áp, nếu như chỉ dựa vào hắn một người, rất khó chiến thắng Bạch Hổ, nhưng nếu như có Diệp Lạc Nhi tương trợ, phần thắng nhất thời lớn rất nhiều.
Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhưng trở về. Rất tốt, rất tốt. Đưa các ngươi lên đường, để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương. Bạch Hổ cười lạnh, hắn còn lo lắng Diệp Lạc Nhi chạy trốn, luân hồi huyền bi thất lạc. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi lại có thể lại hồi đầu. Từ Diệp Lạc Nhi trên mình, Bạch Hổ cảm nhận được liền ám bi hơi thở. Chỉ cần chém chết Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, là được đoạt lại luân hồi huyền bi. Rào! Quyền mang cuồn cuộn! Bạch Hổ hai quả đấm đều xuất hiện, như sấm minh nổ tung, đem Diệp Lạc Nhi bắn tới thiên hình xiềng xích, toàn bộ chấn động chạy đi. Hạ một sát, hắn đánh đòn phủ đầu, quả đấm bùng nổ ầm ầm vang lớn, vô số sát khí ngưng tụ, như hãn biển kích thiên, hung hăng hướng Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi nghiền ép đi. Diệp đại ca, cẩn thận! Diệp Lạc Nhi ánh mắt lưu chuyển, đầu ngón tay huy động gian, từng cái thiên hình xiềng xích, mang liên tiếp tia lửa, gào thét bổ về phía Bạch Hổ. Cái này liên tiếp tia lửa, cũng tràn ngập cuồn cuộn thiên tai hơi thở, lại là thiên tai liệt hỏa. Một cái xích mang sáng chói lửa tuyệt trận, ở Diệp Lạc Nhi dưới chân nổ lên, thiên hình tội phạt hơi thở, cuồn cuộn gào thét. Bạch Hổ sắc mặt ngưng trọng, ở Diệp Lạc Nhi thiên hình uy áp hạ, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, hai quả đấm vũ động, ngăn cản khóa vặn cổ. Chín tầng trời tiếng vang như sấm. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm mãnh chém ra. Ung ung, vô cùng lôi quang, ngay tức thì ở Diệp Thần trên thân kiếm nổ lên. Những lôi quang này, cũng không phải phổ thông thiên lôi, mà là hàm chứa mãnh liệt giết ma hơi thở thần lôi. Phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm. Hắn sáng tạo chín tầng trời tiếng vang như sấm, đặc biệt khắc chế thiên ma. Mà Bạch Hổ, mặc dù không phải là thiên ma, nhưng trên mình sát khí rất nặng, tà khí cực sâu, cũng phải gặp phải chín tầng trời tiếng vang như sấm khắc chế. Suy! Diệp Thần chém xuống một kiếm, nhất thời ở Bạch Hổ trên mình, chém ra một đạo sâu đậm kiếm tổn thương, máu tươi đầm đìa. Thiên hỏa vũ, thánh long máu động, lửa trời cực quang sát, phá. Diệp Lạc Nhi thét mắng một tiếng, thiên hình lửa tuyệt vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cùng tự thân long tộc huyết mạch câu thông đồng tình, lại có thể dung hợp hóa thành một đạo ngập trời cực quang, hung hăng hướng Bạch Hổ sâu giết đi. Hống! Cực quang giết ra, long ngâm kinh thiên. Huyết mạch huyết khí, ở cực quang trên không ngừng lững lờ, trong phảng phất hình thành long ảnh, đặc biệt đồ sộ. Phốc xích! Bạch Hổ bả vai, nhất thời bị cực quang xuyên qua. Xuất hiện một cái vô cùng vết thương kinh khủng. Chủ tử. Một bên Chí Tôn Long Hoàng, nhưng là hoàn toàn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lạc Nhi năng lực thiên phú, lại có thể như thế lợi hại, cầm thiên hình ngũ tuyệt trận và tự thân huyết mạch hơi thở, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thậm chí diễn hóa ra liền một chiêu cực hạn thần thông, đơn giản là vô địch. Bạch Hổ, thật giống như có điểm không ổn, chúng ta mau lui lại. Viêm Thiên Long Thần thấy một màn này, cũng là thật sâu chấn động. Nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, đều không phải là Bạch Hổ địch thủ. Nhưng vấn đề là, hai người sóng vai tác chiến, phối hợp ăn ý đơn giản là hoàn mỹ, khí thế lấn át Bạch Hổ, nếu như lại chiến đấu tiếp, sợ rằng không hề đo lường hỏa. Viêm Thiên Đại Nhân, một chút chuyện nhỏ, đừng hoảng hốt. Bạch Hổ ánh mắt chớp động, mặc dù gặp vết thương. Nhưng hắn cũng không có hốt hoảng, ngược lại bị kích thích ra liền huyết khí. Tinh thần nắm giữ, hào khí đang uy. Tinh đế hạo nhiên khí, dậy. Đột nhiên, Bạch Hổ mãnh quát một tiếng, ánh mắt vô cùng ác liệt. Từng luồng hồng mông hơi thở, điên cuồng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, diễn hóa thành từng đạo sáng chói phù văn. Vô số phù văn lóng lánh, giống như chư thiên tinh cầu, quanh quẩn hắn thân thể, không ngừng lưu chuyển, mơ hồ tới giữa. Hàm chứa vũ trụ tinh không hoàn mỹ quý tích. Ngay lập tức, Bạch Hổ cả người đều thay đổi. Hắn từ một cái đằng đằng sát khí chiến người, lột vỏ thành một cái nắm giữ ngôi sao đế vương. Hắn hơi thở, vô cùng cuồn cuộn, lộ ra chánh đạo uy nghiêm, không có một chút tà khí. Trong mắt mở ra gian, giống như có chư thiên tinh thần, nhật nguyệt thiên hà, không ngừng xa vào trước. Liền ngay cả hô hấp, đều là ùng ùng vang dội. Như chín tầng trời sấm sét. Mỗi một cái tóc, cũng tràn ra giống như mặt trời vậy kim quang, thần thánh đến không thể tưởng tượng nổi bước. Trong nháy mắt,
chỉ là trong nháy mắt. Hắn khí chất, lại có thể lột xác khổng lồ như vậy. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi nhìn nhau, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn rung động. Bạch hổ thực lực, vốn chính là thiên thần cảnh 7 tầng thiên, vô cùng nguy nga tồn tại, hai người đều phải ngửa mặt trông lên. Mới vừa hai người liên thủ, miễn cưỡng nhìn thấy một điểm chiến thắng hy vọng. Nhưng giờ phút này, theo bạch hổ hơi thở lột xác, bọn họ nhất thời có một loại nhỏ bé cảm giác. Tựa như người phàm ngửa mặt trông lên tinh không. Không thể với cao. Không thể chạm. Không thể nghịch chuyển. Ta là tinh đế, nắm giữ chư thiên. Bạch hổ ngửa mặt lên trời ngâm sướng, cả người hạo nhiên hơi thở, không ngừng chấn động. Giờ khắc này, bạch hổ cường thế cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Rào 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 rào. Diệp Lạc Nhi thiên hình xiềng xích, ở chỗ này cùng hơi thở dưới sự uy hiếp, trực tiếp rút về trong cơ thể, làm sao thúc dục vậy thích không thả ra được. Mà Diệp Thần, cũng cảm nhận được ngập trời áp lực, hai chân mơ hồ run rẩy, một cổ cực hạn lực lượng dường như muốn để cho hắn quỳ xuống, liều chết coi giữ mình tâm thần, mới không có xuất hiện chật vật. Tinh đế hạo nhiên khí, lại là 33 thiên hồng mông cổ pháp. Đây là hiên viên mặc tà bí pháp. Người từ nơi nào học được? Viêm Thiên Long Thần thấy một màn này, cũng là kinh hô lên. 33 thiên hồng mông cổ pháp, vậy cũng mang theo một cái chữ thiên, đại biểu thiên địa đại thế, nhưng hạng gần trước, nhưng là ngoại lệ. Bởi vì hạng gần trước hồng mông cổ pháp, uy lực đã vượt qua thiên địa, đạt tới coi trời bằng vung cảnh giới, lực sát thương lớn, đã không thể dùng lời nói hình dạng. Cửa này tinh đế hạo nhiên khí. Chính là hạng trước năm hồng mông cổ pháp, không mang theo chữ thiên, nhưng vượt qua thiên địa. Đây cũng là hiên viên mặc tà hạch tâm bí pháp. Lấy hiên viên mặc tà tính cách, trọng yếu như vậy thần thông, hắn không thể nào truyền thụ cho người bất kỳ. Muốn truyền thụ, vậy tối đa truyền thụ độn thiên tiềm hành thuật cái này trồng, ảnh hưởng không lớn thần thông. Nhưng hiện tại, bạch hổ nhưng sử xuất tinh đế hạo nhiên khí, Viêm Thiên Long Thần rung động thật sâu, vậy thật sâu hoài nghi. Viêm Thiên đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta đi theo cung chủ nhiều năm, học trộm được liền một chút tinh đế hạo nhiên tức giận ra lông. Bạch hổ lại không có giấu giếm, nói ra thật tình. Ngươi dám học trộm? Nghe vậy, Viêm Thiên Long Thần nhất thời sợ hãi. Dám học trộm hiên viên mặc tà thần thông, bị hắn biết, liền chết thế nào cũng không biết. Thật ra thì, cung chủ đại nhân là biết ta học trộm, nhưng hắn không có trách cứ ta. Bởi vì ta cho hắn tiết lộ một cái bí mật lớn bằng trời, hắn cho dù biết ta học trộm, vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch hổ khóe miệng vuốt vẻ tươi cười. Lấy hiên viên mặc tà tu vi, nếu như không có hắn cho phép, hắn là không thể nào học trộm được. Có thể học trộm được này các loại bí pháp, hắn cũng là trả giá to lớn giá phải trả, bán cho hiên viên mặc tà một cái động trời bí mật. Tốt lắm, không cần nói nữa, mau ra tay, giải quyết bọn họ. Viêm Thiên Long Thần ánh mắt tàn bạo, nhìn chằm chằm Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, chỉ sợ thời gian trì hoãn, sẽ tự nhiên đâm ngang. Được. Bạch hổ nhất thanh trầm hát, một quyền bạo giết ra. Ung ung. Chư thiên tinh thần cổn đáng, từng luồng ánh sao, ở hắn trên nắm tay hiện lên. Giờ phút này, hắn phảng phất là nắm giữ tinh túc đế vương, đơn giản một quyền, thì có nghiền bạo vũ trụ, ngang qua thiên địa khí phách, đơn giản là coi trời bằng vung. Học lén một chút ra lông, đều như vậy nghịch thiên. Diệp Thần ánh mắt kinh hãi, cái này tinh đế hạo nhiên khí, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bạch hổ chỉ là học lén một chút ra lông, liền bộc phát ra nghịch thiên tinh đế hơi thở, thật là làm người ta rung động. Tinh khí cuồn cuộn, hạo nhiên bác đại. Diệp Thần phải đối mặt, tựa như không phải một tôn quả đấm, mà là vũ trụ tinh hà, quyền mang lóng lánh gian, như tinh quang mãnh liệt, nhật nguyệt thần phục. Mạnh mẽ tới cực điểm. Chết! Không có bất kỳ huyền niệm gì, nếu như bị một quyền này đánh trúng, tuyệt đối phải chết, hắn thân thể mạnh mẽ đi nữa 10 lần, cũng không khả năng ngăn trở. Đây là chư thiên tinh túc hơi thở, tựa như vũ trụ bên trong, tất cả tinh cầu cùng chung nghiền đè xuống, thật là không phải là người có thể ngăn cản. Cái này tinh đế hạo nhiên khí, chính là lợi hại đến cảnh giới này, coi trời bằng vung, uy nghiêm vô địch. Cái này còn là một chút ra lông, nếu như hiên viên mặc tà đích thân tới, hắn tự mình ra tay, thật là kinh khủng dường nào khí thế. Diệp đại ca,
cho ngươi. Trong lúc nguy cấp, Diệp Lạc Nhi lật đật sử dụng ám mi, giao cho Diệp Thần. Nàng cảm nhận được, ám mi và Diệp Thần huyết mạch, trong phảng phất có đồng tình. Nếu như Diệp Thần có thể luyện hóa ám mi, nhất định có thể nghịch chuyển trước mắt tử cục. Khối này ám mi, nàng mặc dù vậy rất muốn, nhưng sống chết để gặp, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Dẫu sao, nếu như bị giết chết, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Bạch Hổ một quyền này, đúng như chư thiên tinh cầu nghiền đè xuống, khủng bố đến không thể ngăn cản. Chỉ có dựa vào Diệp Thần luyện hóa ám mi, mới có thể chống lại. Ông! Ám mi lững lờ, to lớn tối tăm chữ, không ngừng tràn ra đen nhánh khí tức quỷ dị, thâm thúy như u minh, hung ác như luyện ngục. Trong thời gian ngắn, ta như thế nào luyện hóa ám mi? Trong chớp mắt, Diệp Thần nhưng là cười khổ. Ám mi, là luân hồi huyền bi một trong. Muốn hoàn toàn luyện hóa, không biết có khó khăn bao nhiêu. Trong cơ thể hắn trần bia, phong bi, viêm bia, cũng còn không hoàn toàn luyện hóa, ở nơi này sống chết trước mắt, ngàn cân treo sợi tóc, thì như thế nào có thể luyện hóa ám mi? Thật tuyệt vọng gian, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy, huyết mạch của mình, mơ hồ và ám mi câu thông. Ám mi bên trên, vô số u ám hơi thở, điên cuồng tràn vào hắn trong kinh mạch. Rào! Đột nhiên, Diệp Thần đầu óc đau nhói, trong mắt một phiến đen nhánh. Vô tận sát niệm, vô tận hung khí, vô tận lệ oán, từ hắn trong mắt chỗ sâu bộc phát ra. Nhập ma! Ở trong một cái chớp mắt này, ám mi lên u ám hơi thở, lại có thể để cho Diệp Thần hoàn toàn nhập ma. Rắc rắc sát! Nhập ma dưới trạng thái, Diệp Thần cả người gân cốt nổ tung, vô tận ma khí mãnh liệt, phảng phất là nắm giữ thế giới ma thần. Suy! Hắn sát kiếm, cũng là nổ lên sát khí ngập trời, kiếm quang vô cùng. Diệp đại ca! Diệp Lạc Nhi thấy một màn này, nhưng là ngây dại, kinh hoàng lui về phía sau ba bước. Nhập ma dưới trạng thái Diệp Thần, hơi thở đặc biệt tàn bạo, thậm chí có thể liền nàng cũng sẽ giết. Sát 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 giết! Diệp Thần trong lòng, cũng chỉ lẩn quẩn vô tận sát niệm. Ừ, có chút cổ quái. Bạch Hổ nhìn Diệp Thần hình dáng, nhất thời một hồi kinh dị. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, quả đấm vẫn hung hăng trấn áp xuống tới. Ta là tinh đế, trấn giết hết thảy địch. Vô tận tinh uy tràn ngập, Bạch Hổ một quyền này, tựa như có thể nghiền ép hết thảy ma khí, trấn giết hết thảy kẻ địch. Nhưng mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh cuồn cuộn ma khí lại áp chế hắn lực lượng. Thậm chí còn hắn tu vi tựa như cũng bị áp chế một lượng tầng cảnh giới. Phá cho ta! Diệp Thần ánh mắt hung quang lững lờ, ở nhập ma dưới trạng thái, cả người đều là máu điên cuồng, đối mặt Bạch Hổ một quyền kinh khủng, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp một kiếm chém ngược lên. Ông! Ám mi chấn động! Từng luồng nồng đậm u ám hơi thở, xen lẫn cửu u luyện ngục tử khí, bơm vào đến Diệp Thần và sát kiếm bên trên. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, ở trong tối bia dưới sự kích thích, cũng bị kích phát một chút. Một kiếm này, không chỉ là đơn thuần nhập ma kiếm đánh đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa ám mi lực lượng, còn có luân hồi huyết mạch lực lượng. Vì sao là luân hồi? Chấp trưởng chư thiên, định luân vạn giới, nắm giữ thiên địa sinh diệt, tức là luân hồi. Cho dù là vũ trụ tinh thần, thiên địa hào khí, đều phải bò lổm ngổm ở luân hồi uy nghiêm hạ. Không tốt. Bạch Hổ sắc mặt chợt biến, nhất thời phát hiện không ổn. Hắn muốn thu hồi quả đấm, nhưng đã không còn kịp rồi. Phốc xích. Diệp Thần hung hăng một kiếm chém ngược, ma khí ngút trời, luân hồi hơi thở bùng nổ. Bạch Hổ quả đấm vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe. Trên người hắn tinh đế hạo nhiên khí, từng luồng tinh thần phù văn, ở Diệp Thần kiếm quang nghiền ép hạ, ngay tức thì nổ tung tiêu tán, hóa thành hư không. Mới vừa tràn ngập thiên địa, coi trời bằng vung tinh đế hơi thở, vậy hoàn toàn tiêu diệt. Ta đánh bại, ta lại có thể đánh bại. Bạch Hổ bước chân lảo đảo, chật vật không chịu nổi ngã trên đất. Hắn đường đường thiên thần cảnh 7 tầng thiên cao thủ, lại có thể thua ở một cái hỗn độn cảnh tầng 2 thiên thủ hạ. Hơn nữa, hắn còn vận dụng tinh đế hạo nhiên khí, hóa thân vũ trụ ngôi sao nắm giữ, lại có thể vẫn bại. Dù là có ám mi áp chế mình, cũng không khả năng như vậy khoa trương à. Vũ trụ cuối cùng tiêu diệt, chỉ ta luân hồi vĩnh hằng.
Diệp Thần trong mắt hắc khí rút đi, từ nhập ma trạng thái khôi phục như cũ. Hắn đầu óc, một hồi đau nhói. Nhập ma trạng thái mặc dù cường hãn, nhưng vậy sẽ ăn mòn thần hồn, nếu như quá độ sử dụng, thậm chí sẽ hoàn toàn đánh mất lý trí, lâm vào là ma đầu. Thật may, lần này nhập ma, lại phối hợp luân hồi huyền bi hơi thở, còn có một chút luân hồi huyết mạch hơi thở, Diệp Thần cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, đánh bại Bạch Hổ. Bất quá hắn có thể cảm giác được mình thân thể sinh ra cực kỳ cường đại tác dụng phụ. Ám mi đại biểu tới ám chi lực, muôn ngàn lần không thể tùy tiện vận dụng, nếu không hậu quả không thể lường được. Rung động, sâu đậm rung động. Diệp Lạc Nhi, Chí Tôn Long Hoàng, Viêm Thiên Long Thần ba người, đều là hoàn toàn rung động. Đường đường thiên thần cảnh 7 tầng thiên cường giả, lại có thể thua ở Diệp Thần thủ hạ. Diệp Thần thực lực, kết quả có bao nhiêu cường hãn? Rút lui. Bạch Hổ ánh mắt tán loạn, lật đật mang Viêm Thiên Long Thần chạy trốn. Cho ta chết. Nhìn bọn họ chạy trốn bóng người, Diệp Thần mãnh quát một tiếng, một trường hung hăng giết ra, 9 tầng trời tiếng vang như sấm, vô số sấm sét lao nhanh, ngang nhiên nghiền ép đi. Viêm Thiên đại nhân, thay ta trả thù. Bạch Hổ ánh mắt tuyệt vọng, chợt lộ ra một chút đoạn tuyệt vẻ, một trường đem Viêm Thiên Long Thần đẩy ra, một mình lưu tại chỗ. Ầm. Diệp Thần một trường nghiền đè xuống, nhất thời, Bạch Hổ thân thể tan vỡ, lâm vào là đầy trời phiêu tán xương máu. Tiểu tạp chủng, thật là ác độc thủ đoạn. Viêm Thiên Long Thần thấy một màn này, ánh mắt nhất thời sợ hãi, nhìn Diệp Thần uy nghiêm vô địch hình dáng, nhưng cũng không dám lưu lại nữa, chật vật chạy thục mạng. Thu. Diệp Thần vậy không thời gian đuổi giết hắn, bàn tay động một cái, đem chung quanh xương máu tinh khí, toàn bộ thu liếm, ngưng tụ thành một viên huyết tinh. Viên này huyết tinh, hàm chứa Bạch Hổ toàn bộ khí huyết tinh hoa, năng lượng chi đậm đà, so với thuần dương pháp bảo còn muốn dư thừa rất nhiều. Tiểu Hoàng, mau ăn tiếp. Diệp Thần không do dự, lập tức đem huyết tinh đưa đến luân hồi mộ địa bên trong đi. Đây là Hồng Mông Chí Bảo khí linh. Tiểu Hoàng yếu ớt mở mắt ra, nhìn trước mặt huyết tinh, nhưng là phát hiện một chút dị thường. Lập tức hắn không chần chờ, lập tức nuốt vào huyết tinh. Theo huyết tinh bị chiếm đoạt, từng luồng xích mông mông huyết quang ở Tiểu Hoàng trên thân thể nổi lên, hắn nguyên bản bị tổn thương nghiêm trọng căn cơ, ở huyết tinh năng lượng tư bổ hạ, vậy dần dần khôi phục rất nhiều. Liền liền thương thế nghiêm trọng, cũng nhận được hòa hoãn. Người đầu này chiến sủng, tạm thời hẳn sẽ không chết. Nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thu liếm hơi thở, chậm rãi nói. Hiện tại Tiểu Hoàng cắn nuốt Hồng Mông Chí Bảo khí linh, thương thế thật to hòa hoãn, coi như là vượt qua nguy hiểm giai đoạn, sẽ không lại có rơi xuống nguy hiểm, cũng không cần nàng tiêu hao tinh lực kéo dài tánh mạng. Bất quá, Tiểu Hoàng căn cơ, bị tổn thương vẫn nghiêm trọng, muốn hoàn toàn để cho nó hết bệnh, phải ngưng tụ giọt thứ hai huyết mạch sơ khai. Đa tạ sư nương chiếu cố. Diệp Thần chắp tay, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem Tiểu Hoàng hình dáng, hẳn là không có gì đáng ngại. Ông, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong lui ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện, ám mi không ngừng chấn động, thả ra từng luồng vô cùng u ám, vô cùng tà ác hơi thở, mang địa ngục vực sâu uy áp, không ngừng tràn ngập. Ngay lập tức, chung quanh hư không, tràn ngập đầy màu đen tà khí. Tà khí tràn ngập dưới, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng cũng hôn mê bất tỉnh. Đây là... Mà Diệp Thần, vậy cảm nhận được liền to lớn áp lực. Ở ánh mắt kinh ngạc của hắn, liền gặp hắc khí không ngừng ngưng luyện, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng hung ác, hơi thở hung lệ ông già. Thằng nhóc, người muốn nhận lấy ám bi. Ông già nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Diệp Thần theo bản năng trả lời, cái này ông già, hiển nhiên là ẩn núp ở trong tối bia bên trong linh thể. Theo lão phu đi vào. Dứt lời, ông già vung tay lên, kéo Diệp Thần, trực tiếp tiến vào ám bi thế giới. Mảnh thế giới này, giống như u minh địa ngục, tràn đầy vô tận hắc ám khí tức. Diệp Thần dưới chân, lại là máu thịt vũng bùn, ừng ực bất chấp bọt khí, hắn và ông già đạp từng cục khô lâu xương, chậm rãi đi tới. Lão phu tên là Trời U, người muốn nhận lấy ám bi, trước thông qua lão phu khảo nghiệm nói sau. Ông già giọng thâm trầm, lộ ra một chút khí tức quỷ dị, nói chuyện tới giữa, chung quanh âm phong từng cơn,
quỷ khí loạn vũ, ở máu thịt vũng bùn chỗ sâu, mơ hồ có mãnh quỷ tiếng gầm gừ truyền ra. Diệp Thần trong lòng rét một cái, một màn này, ngược lại để cho hắn nhớ lại, ban đầu thu phục Viêm Bia cảnh tượng. Lúc ấy hắn thu phục Viêm Bia, cũng phải cần đi qua khảo nghiệm, cuối cùng sát phí khổ tâm, mới rốt cục thông qua. Hiện tại thu phục ám mi, lại phải tiếp nhận khảo nghiệm, không biết cái này khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì? Tiền bối, không biết là cái gì khảo nghiệm? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Người sống sót trước nói sau. Thiên U lãnh khốc cười một tiếng, già nua bàn tay đột nhiên huy động, đúng phiến máu thịt vũng bùn, nhất thời rào 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 vang động, tất cả khô lâu thi hài, tất cả tu la, tất cả dạ xoa, điên cuồng toát ra. Còn có từng luồng âm hồn, vậy từ chỗ sâu bay vút ra, nhọn gào thét, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, liền gặp bốn phương tám hướng, tất cả đều là địa ngục quỷ quái, vô số yêu ma, rậm rạp chằng chịt, giống như ngập trời hắc triều, làm cho không người nào có thể thở dốc. Hô hô hô, cơ hồ là ngay lập tức, chung quanh khô lâu, tu la, dạ xoa, âm hồn cùng yêu ma, liền hung hăng tới sát Diệp Thần trước mặt. Diệt Thiên Kiếm Quyết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trong lúc nguy cấp, khua kiếm cuồng quét, tầng 7 huyết quang bùng nổ, một đạo cực hạn kiếm quang, mang kinh khủng khí tức hủy diệt, gào thét chém ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, quanh người hắn yêu ma, gặp phải hủy diệt kiếm khí nghiền ép, nhất thời thân thể tan vỡ, hóa thành một món hắc quang, tan thành mây khói. Thằng nhóc, võ đạo nội tình không tệ, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thiên U đứng chắp tay, híp mắt quan sát. Ở hắn nói chuyện tới giữa, càng nhiều hơn yêu ma quỷ quái, mãnh liệt sôi trào ra, như muôn vàn châu chấu bay, điên cuồng tập sát Diệp Thần. Diệp Thần nắm chặt sát kiếm, kiếm quang như điện vũ cướp, hủy diệt mộ đạo thi triển đến trình độ cao nhất, đem chung quanh yêu ma từng cái chém chết. Nhưng yêu ma số lượng, thực ra quá nhiều. Hắn mới vừa cùng Bạch Hổ đánh một trận, đã tiêu hao rất nhiều thể lực, bây giờ đối mặt đầy trời yêu ma tập kích, nhất thời rơi vào khổ chiến. Úm! Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần muốn vận dụng Thiên Long Bát Thần Âm, nhưng âm tiết chỉ phát ra một nửa, liền hơi ngừng. Cái này ám bi không gian, tựa hồ mang theo quỷ dị giam cầm, để cho hắn không cách nào ngưng tụ hồng mông hơi thở. Nếu như có thể tuôn ra Thiên Long Bát Thần Âm mà nói, nhiều hơn nữ yêu ma, cũng phải tan thành mây khói. Nhưng hiện tại, lại không thể vận dụng. Diệp Thần sắc mặt nhất thời ngưng trọng, chỉ cảm thấy da đau nhói, phát hiện là mấy đầu khô lâu quái vật, đã tới sát trước người, cốt chảo không ngừng nắm kéo hắn, muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Hỗn độn tinh thụ, thế giới ánh sáng. Hỗn loạn tới giữa, Diệp Thần mãnh quát một tiếng, ấn đường thả ra nồng nặc hỗn độn ánh sao, một cái hỗn độn dấu vết nổi lên. Ở nơi này hỗn độn dấu vết bên trong, là một cái khổng lồ hỗn độn tinh thụ thế giới, vô số thế giới quy luật vận chuyển. Giao. Từng luồng thế giới quy luật, mang sáng chói hỗn độn ánh sao, nhất thời tách thả ra ra. Diệp Thần quanh thân ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn, một phiến phiến quy luật sương mù ngưng tụ, ngay tức thì đẩy lui chung quanh yêu ma. Có chút ý tứ, khó trách người hỗn độn khí tức như thế mạnh mẽ, nguyên lai luyện hóa hỗn độn tinh thụ. Thiên U ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hung ác trong tròng mắt lóe lên hung mang, không biết đang tính toán chút gì. Hắc ám hạ xuống, vĩnh dạ bầu trời, vĩnh dạ đại ma trời, cho ta trấn áp. Đột nhiên, Thiên U ngửa mặt lên trời lệ khiếu, nhất trọng trọng hắc phụ, nhất trọng trọng ma khí, không ngừng ở trên người hắn bạo dũng ra, khoảnh khắc tới giữa, liền hóa thành một cái vĩnh dạ kết giới, như mây đen che đỉnh vậy, hung hăng bao phủ lại Diệp Thần. Vĩnh giả kết giới hạ xuống, nguyên bản liền một phiến mở tối ám bi thế giới, ngay tức thì thành một phiến tuyệt đối đen nhánh thế giới, không có từng tia ánh sáng, chỉ có vô tận hung khí, vô tận quỷ khí, vô tận sát khí. Không tốt! Diệp Thần nhất thời biến sắc. Vĩnh giả đại ma trời, cũng là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, hắn trước kia ở máu rồng biển sâu, vì tìm băng tim tinh thạch, chữa trị kỳ tư thanh lửa độc, kết quả gặp phải một cái thượng cổ ma long. Và vậy ma long thời điểm chiến đấu, liền gặp qua cái này thần thông lợi hại. Môn thần thông này, một khi thả ra ngoài, vĩnh giả kết giới bao phủ, thiên địa một phiến hắc ám, không thấy được một chút quang minh, vô tận ma khí bạo dũng, đặc biệt khủng bố. Trong thoáng chốc,
Diệp Thần liền cảm thấy chung quanh yêu ma hơi thở, ngay tức thì mạnh mẽ rất nhiều. Suy suy suy, vô số khô lâu âm hồn, tu la dạ xoa, điên cuồng giết cướp tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần ngồi xếp bằng, như lão hòa thượng nhập định. Mi tâm hỗn độn trói lọi, tách ra bỏ vào trình độ cao nhất. Hỗn độn tinh thụ đặc biệt hơi thở, không ngừng tràn ngập ra. Phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, hủy diệt mộ đạo, các loại quy luật, diệt thiên kiếm quyết, lăng tiêu võ ý vân. Vân, Diệp Thần không để ý hết thảy, liền liền bùng nổ. Ở tuyệt đối vĩnh dạ trong bóng tối, hắn là duy nhất quang minh, thân thể sáng chói như trời tháng, bàn tay huy động gian, từng luồng kiếm khí bén nhọn chém chết ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Chung quanh yêu ma, nhất thời bị chém bể, hắc triều vậy bao vây, lập tức thanh trừ sạch sẽ. Ở vĩnh dạ đại ma thiên bên trong kết giới, những yêu ma này thực lực tăng cường thật nhiều, nhưng ở Diệp Thần chém chết hạ, lại muốn tan thành mây khói. Ngươi thực lực, lại có thể cường hãn như vậy. Thiên U một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới ở vĩnh dạ đại ma thiên trấn áp xuống, Diệp Thần lại còn có thể giết ngược. Rất tốt, xem ra muốn ta tự mình ra tay. Thiên U trong mắt lướt qua một chút tà khí, thân thể bỗng nhiên hóa thành một món hắc vụ, hung hăng chui vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Muốn đoạt xác. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, liền cảm thấy đầu óc kịch liệt chấn động, hồi vụ không ngừng sôi trào. Cái này Thiên U, lại muốn đoạt xác hắn. Không sai, đây là sau cùng khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể chống nổi, khối này ám bi chính là của ngươi. Nếu như ngươi không nhịn được, ngươi cái này cái thân xác, liền thuộc về ta. Thiên U thần tình lạnh lùng, giữ tợn bóng người, ở Diệp Thần đầu óc bên trong hiện lên. Diệp Thần nhất thời rợn cả tóc gáy, khảo nghiệm thất bại giá phải trả, không khỏi quá lớn, lại muốn bị đoạt xác, hắn cũng không muốn chết. Cái này ám bi hoàn toàn bất đồng với cái khác luân hồi huyền bi. Thiên U cũng không có mở ý đùa giỡn, bóng người như điện, ở Diệp Thần đầu óc bên trong qua lại, đạo đạo u ám hơi thở tràn ngập, muốn nghiền nát hắn hết thảy ý chí. Diệp Thần chợt cảm thấy đầu đau nhức, vậy mãnh liệt u ám hơi thở, giống như đao kiếm vậy không ngừng vặn cắt, hung hăng nghiền ép trước hắn thần hồn, để cho hắn đặc biệt thống khổ. Hỗn độn tinh thụ, thủ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần điều động hỗn độn tinh thụ năng lượng, toàn bộ bơm vào đến thức hải bên trong, gắt gao coi giữ tâm thần. Liền gặp một bụi thế giới thụ hư ảnh, ở hắn đầu óc bên trong nổi lên, tựa hồ muốn chống đỡ toàn bộ vũ trụ, hiện ra vô cùng khoáng đạt hơi thở. Vĩnh dạ đại ma thiên. Thiên U liền liền chợt quát, cả người hồng mông hơi thở tràn ngập, lại có thể trực tiếp ở Diệp Thần đầu óc bên trong, thi triển ra hồng mông cổ pháp. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy đầu óc một phiến đen nhánh, không thấy được chút nào ánh sáng. Hắn kinh khủng vĩnh dạ hơi thở, còn không ngừng dọc theo kinh mạch xâm nhập, phải đem hắn toàn bộ thân thể, kéo nhập vô tận hắc ám thâm uyên. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần tựa như mất đi quang minh, cái gì cũng không thấy được. Ở tuyệt đối hắc ám bao phủ hạ, liền trong kinh mạch linh lực, tựa hồ vậy ngưng dòng nước chảy. Cả người thật sâu rơi vào vực sâu không đáy, không được siêu thoát. Loại cảm giác này, đặc biệt đáng sợ, Diệp Thần thật giống như chết chìm, liền một cây rơm dạ vậy không bắt được, chỉ có thể không ngừng sa vào đi xuống. Hi hi, chàng này khảo nghiệm, người tựa hồ thất bại. Thiên U cười lạnh, bóng người hoàn toàn chiếm cứ Diệp Thần đầu óc. Chẳng lẽ ta thật muốn bị đoạt xác? Vẫn bị luân hồi huyền bi đoạt xác? Diệp Thần ánh mắt trợn to, nhưng không thấy được chút nào quang minh, chỉ cảm thấy vô tận trống rỗng. Bỗng nhiên, hắn nhưng bắt được từng luồng hồng mông hơi thở. Cái này từng luồng hồng mông hơi thở, là từ Thiên U trên mình tản mát ra, hắn thi triển vĩnh dạ đại ma trời, tràn ra hồng mông khí thế, giờ phút này chiếm cứ Diệp Thần đầu óc, dư thừa hồng mông hơi thở, nhất thời bị Diệp Thần bắt được. Cơ hồ là ngay lập tức, Diệp Thần cả người gân cốt chấn động, phát ra một cái mạnh mẽ âm tiết. Cái này âm tiết, dọc theo huyết mạch hắn, nhanh chóng truyền đến óc. Diệp Thần đầu óc hỗn loạn, một chùm kim quang sáng chói, ngưng tụ thành một cái to lớn hồng mông nốt nhạc, ngay tức thì xua tan vĩnh dạ hắc ám. Quang minh. Hắn rốt cuộc lại thấy được quang minh. Đây là... Thiên U một mặt kinh ngạc,
nhất thời rơi vào khiếp sợ. Diệp Thần đầu óc bên trong, chí cương chí liệt hồng mông cổ âm, như trời Phật thánh hát, không ngừng vang dội. Tất cả ma khí tà khí, ở nơi này khoáng đạt thiên Phật thánh hát đáng địch hạ, ngay tức thì tiêu trừ không còn một mống. Ngươi làm sao có thể vận dụng thiên long bát thần âm? Thiên U kinh ngạc không thôi, ở trên trời long bát thần âm dưới sự uy hiếp, hắn chật vật từ Diệp Thần đầu óc bên trong trốn ra được. Mới vừa Diệp Thần và Bạch Hổ đánh một trận, hắn cũng nhìn thấy Diệp Thần lai lịch, biết Diệp Thần nắm giữ hồng mông cổ pháp. Cho nên, chàng này khảo nghiệm, hắn đặc biệt bày ra cấm chế, không để cho Diệp Thần câu thông hồng mông hơi thở, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, Diệp Thần vẫn là sử xuất thiên long bát thần âm, hơn nữa đạt tới gân cốt phát âm, nghịch ngất trời cửa đầu bước. Thiên U tiền bối, ta có thể phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, trong mắt nhưng mang một chút dùng mình. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Hạ một sát, từng trận vô cùng vang vọng, vô cùng khoáng đạt, vô cùng ác liệt sóng âm, từ Diệp Thần trong cổ họng nổ vang. Cuồn cuộn âm sát đợt khí, mang kinh khủng khí tức hủy diệt, hung hăng hướng Thiên U lướt đi. Hủy diệt mộ đạo. Giờ khắc này, Diệp Thần lại có thể cầm hủy diệt mộ đạo, và thiên long bát thần âm dung hợp với nhau. Cổ xưa hồng mông âm tiết, nhất thời bạo phát ra ngập trời khí tức hủy diệt, còn có hãn biển vậy mãnh liệt kim quang, ngưng tụ thành 8 cái kim long, toàn bộ đánh vào Thiên U thân thể. Thiên U trong mắt kinh hãi, muốn né tránh, nhưng khí cơ gặp phải thiên long bát thần âm bao phủ, thân thể chút nào nhúc nhích không được, muốn tránh vậy không tránh thoát. Ngập trời âm sát đợt khí, như chư thiên thần Phật hạ xuống, đột nhiên nghiền nát Thiên U thân thể. Thằng nhóc, khối này ám mi, là tài sản của ngươi. Còn có tới ám thần mạch, cũng là tài sản của ngươi. Thiên U mang trên mặt vẻ khổ sở, ở ác liệt âm sát dưới sự xung kích, thân hình ngay tức thì bể tan tành, hóa thành hư không. Hô! Diệp Thần thư ra một hơi, trên trán tràn đầy đầy mồ hôi. Thi triển thiên long bát thần âm, vốn là phải hao phí to lớn linh lực, hơn nữa lần này, hắn còn hỗn hợp hủy diệt mộ đạo, tiêu hao thì càng thêm to lớn. Thật may, có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thu hoạch ám mi, tất cả bỏ ra, đều đáng giá. Ám mi bên trong, vô tận hắc khí tràn ngập, như u minh luyện ngục vậy hung lệ hơi thở, không ngừng ở Diệp Thần quanh thân cổn đáng trước. Diệp Thần tựa như hắc ám đứng đầu, chúa tể cửu u luyện ngục. Chung quanh máu thịt vũng bùn thế giới, tất cả khô lâu tu la, dạ xoa âm hồn, đều ở đây hướng hắn triều bái. Ám mi chỗ sâu, từng tia bóng tối chập chờn, cùng Diệp Thần huyết mạch, không ngừng đồng tình. Tới ám thần mạch, hoảng hốt tới giữa, Diệp Thần huyết mạch chào đáng, cùng ám mi thành lập một chút nhân quả liên lạc. Khối này ám mi, ẩn chứa thần mạch, kêu tới ám thần mạch, đại biểu cửu u và địa ngục hơi thở. Cái này tới ám thần mạch, và hắn xích trần thần mạch, lăng phong thần mạch tương so, phẩm chất chút nào không kém. Hiện tại ta thu phục ám mi, có thể ngắn ngủi kích hoạt tới ám thần mạch. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lại thêm một cái thần mạch, hắn sau này đối phó thiên đạo cung, là thêm một lá bài tẩy. Bất quá, hiện tại hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa ám mi, chỉ là mới vừa thu phục mà thôi, cái này tới ám thần mạch, chỉ có thể ngắn ngủi mở. Cũng không thể xem xích trần thần mạch và lăng phong thần mạch như vậy, tùy mình muốn thi triển. Nếu như ta mở tới ám thần mạch, cũng có thể trong nháy mắt giết thiên thần cảnh 6 tầng thiên cường giả. Diệp Thần trong lòng tính toán, hắn tấn thăng hỗn độn cảnh tầng 2 thiên hậu, thực lực tăng tiến không thiếu, đủ để trong nháy mắt giết thiên thần cảnh tầng 5 trời, nhưng đụng phải 6 tầng thiên cường giả, vẫn là cần khổ chiến. Nhưng hiện tại, nếu như kích hoạt tới ám thần mạch, hắn đủ để ngay tức thì chém chết thiên thần cảnh 6 tầng thiên. Cho dù mặt đối thiên thần cảnh 7 tầng thiên, cũng sẽ không có nhiều ít chật vật. Đột nhiên tăng mạnh. Thu phục ám mi, Diệp Thần thực lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, thiên đạo cung chỗ sâu. Thiên viên mặc tà nhìn trước mặt vết thương chồng chất viêm thiên long thần. Hắn vô cùng tức giận. Sự việc chính là như vậy. Viêm thiên long thần bất đắc dĩ nói. Bạch hổ chết, luân hồi huyền bi cũng bị cướp đi. Đầu sỏ, đều là Diệp Thần. Ta đã sớm nên đoán được, danh chấn thất đại thần quốc tuyệt thế thanh niên Diệp Thần chính là thần bí kia tiểu tử.
Hiên Viên Mặc Tà thân thể kịch chấn, trong mắt hiện ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Bạch Hổ là hắn gần thị, và hắn có thiên ti vạn lũ nhân quả liên lạc. Bạch Hổ vừa chết, hắn nhất thời bắt được thiên cơ tin tức, liên quan luân hồi huyền bi nhân quả, hắn vậy dòm ngó thấy. Mặc dù Viêm Thiên Long Thần còn sống, nhưng Bạch Hổ chết, luân hồi huyền bi vậy thất lạc, cái này tổn thất to lớn, Hiên Viên Mặc Tà không cách nào chịu đựng. Đặc biệt là luân hồi huyền bi, đây chính là thiên đạo cung căn cơ. Mất đi luân hồi huyền bi, thiên đạo cung ắt phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thất này, thật là không cách nào hình dạng. Diệp Thần, là ngươi, lại là ngươi. Hiên Viên Mặc Tà hoàn toàn nổi giận. Hắn phái Bạch Hổ đi Cửu Thiên Thần Long Điện, chỉ vì cứu viện Viêm Thiên Long Thần, đoạt lại luân hồi huyền bi. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể lại ló đầu ra, rất miễn cưỡng làm rối loạn hắn kế hoạch. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Diệp Thần thực lực, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này, liền Bạch Hổ cũng có thể chém chết. Phải biết, Bạch Hổ là đường đường thiên thần cảnh 7 tầng thiên cường giả. Mà Diệp Thần, chỉ là hỗn độn cảnh tầng 2 thiên mà thôi. Một cái hỗn độn cảnh tầng 2 trời, lại có thể giết chết thiên thần cảnh 7 tầng thiên, dù là mượn luân hồi huyền bi, cái này cũng đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trọng yếu hơn chính là, Bạch Hổ lĩnh ngộ một chút tinh đế hạo nhiên tức giận ra lông, chỉ cần vận dụng cái này tuyệt chiêu, gần như là vô địch tồn tại. Hắn làm sao vậy không nghĩ ra, Diệp Thần là như thế nào giết chết Bạch Hổ. Bổn tọa muốn đích thân đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Mặc Tà cắn răng nghiến lợi, thân thể bùng nổ hừng hực ánh sao, vô số mãnh liệt hơi thở tràn ngập ra. Một đạo hư ảnh phân thân, từ trên người hắn ném ra tới, trực tiếp xuyên qua vô tận hư không, hướng Cửu Thiên Thần Long Điện hạ xuống đi. Hắn quyết định tự mình ra tay, chém chết Diệp Thần. Đoạt lại luân hồi huyền bi. Bởi vì là thiên đạo cung hạn chế, hắn thân phận thật sự không thể thoát khỏi. Nhưng một đạo hư ảnh phân thân, đã đủ rồi. Hiên Viên Mặc Tà tu vi, hạng cường hãn, coi như là một đạo hư ảnh phân thân giáng thế, cũng sẽ đưa tới kinh khủng chập chờn. Phân thân vọt ra khỏi thiên đạo cung, vô số sấm sét ánh sao chấn động, giữa trời đất vang lên to lớn sấm sét, từng tia thủy khí sáng mờ, giống như thác nước vậy, từ chân trời ảo ảo rơi xuống. Mặt đất bên trên, sơn xuyên cỏ cây dính liền Hiên Viên Mặc Tà phân thân hơi thở, nhất thời tản mát ra mạnh mẽ sức sống, tinh thần phấn chấn dồi dào. Thần quốc biên giới, vô số thế lực, vô số cao thủ, cũng cảm ứng được bàng bạc ngập trời đế khí. Hiên Viên Mặc Tà thân phận thật sự, tu vi tuyệt đối vượt qua thần đế. Hắn phân thân, lại có thể cũng mang theo ngập trời đế khí. Ở trên trời sơn hà gian cút trào, làm người ta rung động. Thiên đạo cung cung chủ xuất thế. Hiên Viên Mặc Tà, đây là Hiên Viên Mặc Tà hơi thở. Như vậy mình mông uy nghiêm, không hổ là thần quốc nghịch thiên cao thủ. Bằng hắn thực lực, tuyệt đối có tư cách phi thăng thượng giới. Trong thần quốc, vô số người bàn luận sôi nổi, thanh âm đều tràn đầy rung động. Minh Điện, trên một đỉnh núi. Mạc Huyết Minh và Thiên Lang đứng ở đỉnh núi, nhìn chân trời xa cuồn cuộn thụy khí. Là cung chủ đại nhân hơi thở. Thiên Lang nhiệt huyết hỗn loạn, lại trực tiếp quỳ xuống, liền liền dập đầu đầu. Hắn mặc dù đầu phục Mạc Huyết Minh, nhưng nội tâm bên trong, vẫn phụng Hiên Viên Mặc Tà vi tôn. Tên này, phân thân lại dám thoát khỏi thiên đạo cung, hắn không sợ quy tắc nghiền ép sao. Mạc Huyết Minh sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Hắn ở trên trời miệng sói bên trong, biết thiên đạo cung rất nhiều bí mật. Thiên đạo cung có đặc thù cấm chế, Hiên Viên Mặc Tà không thể thoát thân rời đi, nếu không tuyệt đối sẽ gặp phải quy tắc nghiền ép, nhẹ thì hộc máu, nặng thì chết. Coi như rời đi bây giờ thiên đạo cung, chỉ là một món phân thân, Hiên Viên Mặc Tà cũng phải gặp phải to lớn cắn trả, rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Rốt cuộc có cái gì chuyện trọng yếu, lại muốn hắn tự mình ra tay. Mạc Huyết Minh cau mày trước, định suy diễn sau lưng thiên cơ. Từ thượng cổ đại chiến hạ màn sau đó, Hiên Viên Mặc Tà không biết bao lâu năm tháng, không có tự mình động thủ qua, hiện tại lại có thể đột nhiên xuất thế, tuyệt đối là có vô cùng trọng yếu sự việc phải xử lý. Cửu Thiên Thần Long Điện. Rào. Hắc khí lóe lên. Diệp Thần bóng người, từ ám mi bên trong đi ra. Đúng khối ám mi,
giống như đen nhánh tinh thạch, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, phía trên một cái to lớn tối tăm chữ, tựa hồ mang cửu u luyện ngục u ám hơi thở. Mà cảm thụ những thứ này u ám hơi thở, Diệp Thần nội tâm nhưng là một mảnh yên tĩnh. Khối này ám bi, hắn đã thu phục, hoàn toàn nắm trong tay ám bi bên trong ma khí, hắn mới vừa vận dụng thiên long bát thần âm, gân cốt linh lực hao tổn to lớn, nhưng ở ám bi hơi thở bồi bổ hạ, hắn trạng thái lại khôi phục được bình thường. Thu! Diệp Thần tâm niệm vừa động, ám bi xoay tít lộn một vòng, hóa thành một đạo hắc mang, trốn vào trong cơ thể hắn. Hắn thân thể bên trong, chừng 4 khối luân hồi huyền bi. Trần bia, phong bi, viêm bia, ám bi. Nếu như hơn nữa kỷ lâm khối kia độc bia, cùng với tử ngưng trong cơ thể khối kia linh bia. Hắn đã gom đủ 6 khối luân hồi huyền bi. Thứ 7 khối ở Hoa Hạ, cùng Vĩnh Hằng Thánh Vương phân thân tin tức. Cuối cùng 3 khối tung tích không rõ, cũng không biết thuộc tính. Nhưng là Diệp Thần rất rõ ràng, cách mình hoàn toàn kích hoạt luân hồi huyết mạch, rất gần. Một đạo thần mạch liền cực kỳ cường đại. Nếu như 10 đạo lại đại biểu cái gì? 4 khối luân hồi huyền bi, giống như tinh túc vậy, tuân theo hoàn mỹ quỹ tích, ở Diệp Thần trong cơ thể lưu chuyển, tí ti lũ lũ khí thức cổ xưa, không ngừng bồi dưỡng huyết mạch hắn, hắn luân hồi huyết mạch, lại có một chút hồi phục dấu hiệu. Diệp đại ca, chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi mở mắt ra, yếu ớt tỉnh lại. Ừ. Chí Tôn Long Hoàng lay động một cúi đầu, vậy tỉnh lại. Mới vừa hai người gặp phải ám bi hơi thở tập kích, ngắn ngủi hôn mê bất tỉnh, thật may không có gì đáng ngại. Không có sao, ám bi ta đã thu phục. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi ám bi, chung quanh u ám hơi thở, hoàn toàn tiêu tản mát, thiên địa khôi phục thanh lãng. Bạch Hổ cũng đã bị ta đánh chết, đáng tiếc để cho Viêm Thiên Long Thần chạy. Diệp Thần lắc đầu một cái, hơi có điểm tiếc nuối. Coi là hắn vận khí tốt, Diệp Lạc Nhi hừ một tiếng. Chủ tử, Diệp tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Chí Tôn Long Hoàng thanh âm ngưng trọng. Ám bi sau lưng, mang đặc biệt nồng nặc nhân quả hơi thở. Bây giờ bị Diệp Thần thu phục, ắt phải sẽ kinh động Thiên Đạo Cung. Khối này ám bi, nhưng mà Thiên Đạo Cung căn cơ. Vì Thiên Đạo Cung cơ nghiệp, Hiên Viên Mặc Tà tuyệt đối sẽ phái cường giả, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn đoạt lại ám bi. Cho nên, vì an toàn khởi kiến, phải mau rời khỏi nơi đây. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, đang muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên, trên 9 tầng trời, nhưng vang lên cuồn cuộn sấm sét. Từng mảnh sáng mờ, từng luồng thụy khí, giống như phi hoa tách thả ra, từ chân trời lăn xuống. Mênh mông đế khí uy nghiêm, như trời nhật nguyệt, bao phủ 4 phương, để cho người rung động. Đây là, Hiên Viên Mặc Tà hơi thở. Chí Tôn Long Hoàng con người co giúp một cái, nhất thời phát hiện dị thường. Hiên Viên Mặc Tà. Diệp Thần cũng là cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ mình cướp đi luân hồi huyền bi, Hiên Viên Mặc Tà lại muốn tự mình động thủ đoạt lại. Đoạt bổn tọa đồ, các ngươi còn muốn chạy. Một cổ thật lớn thanh âm, như sấm nổ tung, trên bầu trời vang lên. Liền gặp một đạo thân ảnh to lớn, đột nhiên xuyên qua hư không, xuất hiện ở Cửu Thiên Thần Long Điện bầu trời. Đạo thân ảnh này, ăn mặc một bộ ánh sao đế bào, con ngươi như trời tháng xa vào, cả người rực cháy hà chứa đựng, vô số phù văn quanh quẩn, như thần liên vậy nhấp nhô, chán tới giữa, tựa hồ mang theo uy áp ngập trời, vô tận đế khí, không ngừng thả ra ngoài. Hiên Viên Mặc Tà, không đúng, là một đạo phân thân. Diệp Thần mở to hai mắt, nhất thời sợ hãi. Trên bầu trời bóng người, mơ hồ có điểm hư ảo hình dáng, hiển nhiên không phải thân phận thật sự, mà là một đạo hư ảnh phân thân. Chỉ là một đạo hư ảnh, lại có thể như thế cường hãn. Diệp Thần ngây ngẩn, hắn cảm thấy cái này đạo hư ảnh phân thân hơi thở, có chừng thiên thần cảnh tầng 8 trời, khoảng cách trong truyền thuyết thiên thần cảnh nhất đỉnh cấp, thần đế cảnh giới, chỉ có một bước xa. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Diệp Lạc Nhi cũng là sợ ngây người, một cái hư ảnh phân thân, lại có thiên thần cảnh tầng 8 thiên thực lực, vậy Hiên Viên Mặc Tà thân phận thật sự, rốt cuộc mạnh đến cái gì bước. Một bầy kiến hôi, cũng cho bổn tọa tan thành mây khói đi. Hiên Viên Mặc Tà tóc đen phiêu vũ, thanh âm như cự lôi, mang to lớn tức giận và uy nghiêm, trấn áp thiên địa.
Xuy xuy xuy. Hắn trên thân hình, từng luồng đế quang, diễn hóa thành từng đạo tinh mang, như đao kiếm vậy xuyên qua hư không, hung hăng chém chết hướng Diệp Thần ba người. Hắn cái này đạo hư ảnh phân thân, mặc dù còn chưa tới thần đế cảnh giới, nhưng dính liền bản thể hơi thở, đã có thể thả ra đế khí ánh sáng. Vô số đạo đế quang tinh mang, mang nhọn tiếng xé gió, ngay tức thì chém chết tới. Mạnh mẽ. Không cách nào hình dung mạnh mẽ. Đối mặt ngập trời đế quang tinh mang, Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi, Chí Tôn Long Hoàng ba người, đều là rung động thật sâu. Như thế cường đại công kích, căn bản không có thể ngăn cản, ba người lật đật chật vật né tránh. Xuy xuy xuy. Đế quang tinh mang chém xuống, Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi chật vật né tránh, bọn họ đứng mặt đất, trực tiếp bị đế mang xuyên qua, lòng đất nham thạch nóng chảy cũng bị đánh đi ra. Cái này đế mang, thật là ác liệt đến nghịch thiên bước, nhất kích liền xuyên qua mặt đất, chấn động nham thạch nóng chảy, khủng bố đến không cách nào hình dạng. Phốc xích, Chí Tôn Long Hoàng động tác chậm hơn, không kịp né tránh, bị đế mang xuyên qua thân thể, nhất thời máu tươi văng tung tóe. Chủ tử, Chí Tôn Long Hoàng trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng, ngay tức thì sức sống vết nứt, ngã xuống đất trở thành thi thể. Nhất kích. Chỉ là nhất kích. Thiên Viên Mặc Tà đánh chết Chí Tôn Long Hoàng, không phí nhiều sức. Nếu như Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi không né tránh, bọn họ vậy phải bị giết. Thiên Viên Mặc Tà thực lực, chân thực quá kinh khủng. Coi như là một đạo phân thân, đều đến nghịch thiên bước. Diệp Thần nhìn Chí Tôn Long Hoàng thi thể, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Mà Diệp Lạc Nhi, nhưng là hoàn toàn ngây tại chỗ, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Có thể tránh đi nơi nào? Thiên Viên Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số quy luật phù văn, ngưng tụ thành từng cái rực cháy hà xích thần, từ chân trời cuồng quét xuống. Xuy xuy xuy, hư không chấn động. Ở rực cháy hà thần liên nghiền ép hạ, trong thiên địa hư không, rối rít sụp đổ vỡ vụn, xuất hiện từng cái kẽ hở. Hung hãn rực cháy hà xích thần, mang sấm sét vạn quân khí thế, trực kích Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi. Chú ý! Diệp Thần cắn răng, cầm Diệp Lạc Nhi kéo đến phía sau mình, nhìn bắn càn quét mà đến rực cháy hà xích thần, hét điên cuồng nói. Xích trần thần mạch, mở! Một hồi sáng chói canh kim ánh sáng, nhất thời từ Diệp Thần trên mình nổ lên. Vô số canh kim hơi thở ngưng tụ, hóa thành một mặt vách sắt, hung hăng ngăn cản Hiên Viên Mặc Tà tập sát. Phịch! Rực cháy hà xích thần giết hạ, Diệp Thần trước mặt canh kim vách sắt. Nhất thời bể tan tành, diễn hóa thành từng luồng kim mang tiêu tán. Ha ha, lại có thể chống đỡ bổn tọa nhất kích. Thiên Viên Mặc Tà lạnh lùng nhìn một màn này. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, ở thu phục ám mi sau đó, hắn luân hồi huyết mạch, hồi phục một chút năng lượng, xích trần thần mạch uy lực cũng nhận được tăng lên. Nhưng Thiên Viên Mặc Tà quá mạnh mẽ, xích trần thần mạch chỉ có thể chống đỡ nhất kích, không ngăn được lần thứ hai. Cự tượng trấn thiên kình, cho ta trấn áp. Đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà quát lên một tiếng lớn, sau lưng nổi lên một đầu viễn cổ con voi to hư ảnh. Diệp Thần còn không có thở dốc tới đây, Hiên Viên Mặc Tà đã vận dụng sát chiêu. Từng đạo lanh lảnh âm tiết, mang động trời ma khí, còn có vô cùng uy áp, hung hăng từ Hiên Viên Mặc Tà trong cổ họng phá giết ra. Cuồng bạo âm sát làn sóng ma, đơn giản là muốn cuộn sạch chư thiên, nghiền diệt hết thảy. Ung ung, chu vi mấy chục dặm, tất cả cây cối, tất cả kiến trúc, ở Hiên Viên Mặc Tà âm sát làn sóng ma trấn áp xuống, toàn bộ trở thành nghiền. Như hãn biển vậy mãnh liệt âm sát kinh khí, cũng ác tàn nhẫn nghiền hướng Diệp Thần. Từng luồng ma hy, không ngừng dao động trước Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần đầu óc bên trong, nhất thời hiện ra địa ngục ác ma, núi đao biển lửa, tu la tàn phá bừa bãi ảo ảnh. Cự tượng trấn thiên kinh. Ở 33 thiên hồng mông cổ Pháp bên trong, là hạng đoạn kết của trào lưu tồn tại, nhưng ở Hiên Viên Mặc Tà thủ hạ, vậy bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi uy lực, thật là muốn nghiền ép hết thảy. Chín tầng trời tiếng vang như sấm. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần đột nhiên khua kiếm nổi giận chém, vô số sấm sét tụ tập, tử điện cuồn cuộn, mạnh mẽ thần lôi chiến ý, ngay tức thì thả ra. Suy! Chung quanh âm sát kinh khí. Ở Diệp Thần sấm sét nghiền ép hạ, nhất thời tiêu tản mát. Diệp Thần đầu óc tinh thần ảo ảnh, vậy nhanh chóng biến mất.
cổ, là cổ Hàn Lâm thần thông. Hiên Viên Mặc Tà nhất thời nhận ra được, đây là phong ma tôn giả cổ Hàn Lâm thần thông, đặc biệt khắc chế thiên ma. Mà hắn cự tượng trấn thiên kình, vậy dính ma khí nồng nặc, nhất thời gặp phải khắc chế, trong phút chốc tan thành mây khói. Bất quá, âm sát kình khí đã tạo thành to lớn phá hoại, mảnh địa phương này lâm vào là phế tích, mà Diệp Lạc Nhi, vậy được ma âm đánh vào, trực tiếp đổ xuống đất, ngất xỉu. Lạc Nhi, Diệp Thần muốn đi cứu viện, nhưng Hiên Viên Mặc Tà bóng người chớp mắt, lăng không bạo giết tới. Giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm. Nhất trọng trọng kim quang, ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình nổ lên, bàn tay hắn huy động gian, vô số rực cháy hà đế quang, ngưng tụ thành một chuôi ngập trời trọng kiếm, hung hăng chém về phía Diệp Thần. Cực võ, thần tránh. Diệp Thần thân thể động một cái, như nhanh như tia chớp, lập tức tránh ra. Ầm. Hiên Viên Mặc Tà một kiếm chém ở trên không khí trên, huy hoàng kiếm khí nghiền nát hư không, kiếm phong xuống không gian, lại tựa như tấm gương vậy vỡ vụn, xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen kẽ hở, vô số vị diện thời không chảy loạn, từ nơi này chút bên trong kẽ hở tràn ra tới, vặn cắt thiên địa, phát ra nhọn gào thét. Là thượng giới võ. Diệp Thần nhận ra, cái này giết trong chớp mắt hoàng đạo kiếm là thượng giới võ, hắn ban đầu gặp Tuyền Cơ thi triển qua, không nghĩ tới Hiên Viên Mặc Tà lại có thể vậy sẽ. Xem ra ở Thiên Đạo Cung sau lưng, đúng là có thượng giới bóng dáng, liền thượng giới võ, Hiên Viên Mặc Tà cũng nắm giữ. Trước hết giết phụ nữ của ngươi. Hiên Viên Mặc Tà gặp Diệp Thần tránh ra, con ngươi chuyển động gian, sát khí lao nhanh, lại không có đuổi giết Diệp Thần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lạc Nhi. Hạ một sát, hắn khua kiếm như khai thiên, một kiếm hung hăng chém về phía Diệp Lạc Nhi. Lạc Nhi, Diệp Thần cả kinh thất sắc, muốn cứu viện, nhưng đã không còn kịp rồi. Mà giờ khắc này Diệp Lạc Nhi rơi vào ngất xỉu, tuyệt đối không thể ngăn cản. Ông, mắt xem Diệp Lạc Nhi sẽ bị chém chết, nhưng bỗng nhiên, nàng trong cơ thể hồng quang chớp mắt, bay ra một cái chuông lắc vậy lớn nhỏ pháp bảo, gặp gió liền dài, ngay tức thì hóa thành một cái đỏ ao đồ sộ che chở, bao phủ ở thân thể của nàng. Cái này đồ sộ che chở pháp bảo. Toàn thân long văn lưỡng lờ, kim diễm đằng đằng, xích hỏa liệt liệt, phía trên lẩn quẩn chín con rồng lửa, không ngừng lật bay lượn động, miệng phun lửa cháy mạnh, hiện ra ngập trời viêm mang. Mơ hồ tới giữa, còn có cổ xưa hồng mông hơi thở, không ngừng tràn ngập ra. Chanh! Hiên Viên Mặc Tà một kiếm chém đánh tiếp, chém ở đồ sộ phủ lên, nhưng tựa như chém đến thiên cơ giới vách đá, phát ra chanh như vậy thiết vang, liền người mang kiếm bị chấn động lui ra. Từng luồng nóng rực viêm mang, còn dọc theo thân kiếm leo lên, hung hăng nướng trước hắn cánh tay. Đây là 33 thiên hồng mông chí bảo, cửu long thần hỏa cháo. Không thể nào, người trên mình, làm sao có thể sẽ có thứ chí bảo này? Người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Mặc Tà chật vật lui về phía sau, lật đật vận chuyển phù văn, tắt trên cánh tay ngọn lửa. Trên mặt hắn, mang to lớn kinh hãi. Nhìn Diệp Lạc Nhi trên người đồ sộ che chở pháp bảo. Diệp Thần cũng là trợn to hai mắt, cái này đồ sộ che chở pháp bảo, hồng mông hơi thở quanh quẩn, tựa hồ là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo. Lạc Nhi trên mình lại có hồng mông chí bảo, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần dưới kinh ngạc, ánh mắt nhất thời ngưng luyện, không ngừng theo dõi sau lưng thiên cơ. Nhưng Diệp Lạc Nhi trên mình, thiên cơ nhân quả tựa hồ bị người che đậy. Diệp Thần cũng không thấy được gì, chỉ mơ hồ nhìn ra, cái này cửu long thần hỏa cháo là nàng hộ thân pháp bảo, ở nàng gặp phải nguy hiểm tánh mạng thời điểm, sẽ thả ra ngoài bảo vệ nàng. Suy suy suy, cửu long thần hỏa cháo không ngừng tràn ngập viêm mang, từng luồng dư thừa ngọn lửa hơi thở lưu chuyển. Diệp Lạc Nhi lông mi mau run run, từ từ mở mắt, tỉnh lại. Đây là, cửu long thần hỏa cháo, bọn họ, cho ta lưu lại lễ vật. Diệp Lạc Nhi hai tròng mắt mờ mịt, theo cửu long thần hỏa cháo xuất hiện, một chút ẩn núp trí nhớ, cũng ở đây nàng đầu óc bên trong hồi phục. Cái này cửu long thần hỏa cháo, quan hệ đến nàng chân thực thân thế, nàng người sau lưng, âm thầm ở nàng trong huyết mạch, phong tồn cái này kiện chí bảo, yên lặng bảo vệ nàng. Giờ phút này nàng gặp phải nguy hiểm, cửu long thần hỏa cháo tự động hộ chủ, cứu vãn tánh mạng của nàng. Ngươi là thứ gì? Vậy lại có hồng mông chí bảo, cho bổn tọa cầm tới. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt tức giận,
vậy mang vẻ tham lam, cả người phù văn tách thả ra, rực cháy hàng ngút trời, cuồn cuộn đế quang lại lần nữa mãnh liệt, hình thành một đao một kiếm. Hắn tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, giống như hùng phách thiên đất đao kiếm thần hoàng, ánh đao kiếm khí chém chết gian, mãnh liệt xoay tròn vặn cổ, tạo thành một đạo đao kiếm phong trụ, hung hăng chém về phía Diệp Lạc Nhi. Cửu Long thần hỏa cháo, là 33 thiên hồng mông chí bảo một trong, giá trị không thể lường được. Coi như là thiên đạo cung, cũng chỉ có một kiện hồng mông chí bảo mà thôi, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu chân quý. Mà chân quý như vậy nghịch thiên pháp bảo, lại có thể nắm ở một cái cô bé trong tay. Hiên Viên Mặc Tà nội tâm đong đưa, chỉ muốn chém chết Diệp Lạc Nhi, cướp đoạt Cửu Long thần hỏa cháo. Nếu như có thể cướp lấy Cửu Long thần hỏa cháo, hắn thiên đạo cung thực lực, tất có thể cao hơn một tầng lầu. Cửu Long đằng thiên, lửa cháy bừng bừng dáng thế, đốt. Mắt xem Hiên Viên Mặc Tà giết tới, Diệp Lạc Nhi vậy không kịp suy nghĩ nhiều, ngón tay nặn quyết, sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo. Hống hống hống. Nhất thời, chín con rồng lửa, ngửa mặt lên trời gầm thét, thả ra vô cùng sáng chói viêm mang. Tựa như kim trung vậy to lớn cái lồng, hung hăng hướng Hiên Viên Mặc Tà bao phủ đi. Oanh! Hạ một sát, Hiên Viên Mặc Tà cả người, cũng gặp phải Cửu Long thần hỏa cháo chấn áp, vô số ngập trời lửa cháy mạnh, như nham thạch nóng chảy vậy chiếu nghiêng xuống, hung hăng nướng trước hắn thân thể. À! Hiên Viên Mặc Tà nhất thời phát ra kêu thảm thiết, hai tay đao kiếm bể tan tành, đao khí kiếm quang vậy toàn bộ chôn vùi, cả người bị lửa cháy bừng bừng bao vây, giống như lâm vào luyện ngục. Không thể nào, ngươi! Ngươi lại có thể thúc giục hồng mông chí bảo, cái này không thể nào. Vật này chỉ có vực ngoại người có thể thúc giục, người rõ ràng đến từ Thánh Long gia tộc, vì sao có thể cùng vực ngoại thế lực dính. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt trợn to, mặt đầy thần sắc không dám tin. 33 thiên hồng mông chí bảo, lực sát thương nghịch thiên, nhưng muốn thúc giục, nhưng cần cường đại hơn cảnh giới tu vi thậm chí còn huyết mạch chống đỡ. Liền liền hắn cái này đạo hư ảnh phân thân. Cũng không thể tùy tiện thúc giục hồng mông chí bảo. Muốn thúc giục, tu vi ít nhất phải đạt tới thiên thần cảnh nhất đỉnh cấp, trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Nhưng Diệp Lạc Nhi, chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể thúc giục Cửu Long thần hỏa cháo, hơn nữa động tác nước chảy mây trôi, vô cùng thành thạo, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cái này kiện chí bảo, không phải ngươi luyện hóa, sớm đã có người luyện hóa tốt, chôn ở ngươi trong huyết mạch. Vô tư truyền thừa cho ngươi. Hiên Viên Mặc Tà muốn rõ ràng, ánh mắt vô cùng chấn động. Ở Diệp Lạc Nhi sau lưng, nhất định cất giấu cái gì động trời thế lực, hơn nữa và nàng quan hệ không cạn, lại có thể liền Cửu Long thần hỏa cháo cái này loại hồng mông chí bảo, cũng bỏ được vô tư truyền thừa cho nàng. Diệp đại ca, mau ra tay. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp thần một mắt, nàng hiện tại vây khốn Hiên Viên Mặc Tà, chính là chém chết hắn lớn thời cơ tốt. Cửu Long thần hỏa cháo lực sát thương vô cùng lợi hại, lấy chư thiên lửa cháy bừng bừng thiêu hủy kẻ địch, coi như là bạch hổ loại cao thủ này, đều phải bị đốt thành tro. Nhưng Hiên Viên Mặc Tà thực lực, so với bạch hổ lợi hại hơn. Hắn cái này đạo hư ảnh phân thân, có chừng thiên thần cảnh tầng 8 thiên tu vi, coi như là Cửu Long thần hỏa cháo, cũng chỉ có thể vây khốn phỏng hắn, hoàn toàn không thể đốt chết. Cho nên, nàng cần Diệp thần ra tay. Được. Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, sát kiếm nhất phung, kiếm phong vặn cắt không khí, tóe ra cuồn cuộn khoáng đạt cổ âm, như chư thiên thần Phật cùng chung tiện hát, nghiêm túc trang nghiêm, kim quang nổ tung. Úm, bá, đâu, đi, be be, ò ò, ô, ba. Tám cái kim quang sáng chói cổ xưa nốt nhạc, ở Diệp thần trên thân kiếm nổi lên, cuồn cuộn hồng mông hơi thở, không ngừng tràn ngập ra. Chung quanh hư không, nhất thời xuất hiện Phật quốc kim long. Chư thiên ngâm sướng dị tượng. Suy rồi. Mang thiên long cổ âm kiếm khí, hung hăng hướng Hiên Viên Mặc Tà chém tới. Hai cái rốt nát tiểu bối, các ngươi lấy là chỉ bằng vào hồng mông chí bảo, là có thể khốn giết bổn tọa, không khỏi quá mức ngây thơ, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi cùng kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính võ đạo. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt tức giận, hắn đường đường thiên đạo cung cung chủ, ở hai đứa cháu trước mặt. Lại có thể luân lạc như vậy chật vật. Một tiếng chấn thiên hét giận dữ, từ hắn trong miệng nổ vang, như sấm vậy ầm ầm nổ ầm. Vô số hừng hực sáng mờ,
không ngừng từ trên người hắn cút trào ra, từng cái quy luật xích thần, như rồng rắn vậy vũ động. Từng luồng đế quang, từng tia uy nghiêm, hóa thành từng đạo tinh thần phù văn. Chư thiên tinh thần phù văn, quanh quẩn hiên viên mặc tà xoay tròn, ngay tức thì nghiền diệt quanh thân lửa cháy bừng bừng. Diệp Lạc Nhi cửu long thần hỏa cháo, ở hiên viên mặc tà tinh thần huy quang chấn động hạ, vậy hoàn toàn bị chấn động bay ra ngoài, trở lại trên người nàng. Diệp thần một kiếm giết tới, hàm chứa ngút trời thần Phật uy nghiêm, hồng mông hơi thở kiếm khí, nhắm thẳng vào hiên viên mặc tà đầu. Hiên viên mặc tà nghiêm nghị không sợ, bàn tay chấn áp xuống, quát lên, phá. Cuồn cuộn tinh thần phù văn, ở hắn lòng bàn tay tràn ngập, hắn lại có thể tay không giết ra, cùng Diệp thần kiếm khí va chạm. Phịch, kiếm trưởng đánh nhau, nhất thời bùng nổ ngút trời đợt khí. Ánh sao sáng chói, kim quang hỗn loạn. Hiên viên mặc tà một trưởng này giết hạ, như đầy trời tinh thần hạ xuống, lại có thể rất miễn cưỡng nghiền nát Diệp thần kiếm khí. Diệp thần chợt cảm thấy một hồi cự lực tấn công tới, gan bàn tay nhất thời văng tung tóe, ngực gian khí huyết sôi trào, khóe miệng rịn ra một chút máu tươi, bước chân hoảng hốt lui về phía sau. Mà hiên viên mặc tà, nhưng là sừng sững không nhúc nhích, thân thể nguy nga như núi cao, thân ảnh to lớn, hiện ra bá đạo khí thế. Hắn không có lại nương tay, thả ra thiên thần cảnh tầng 8 thiên chân chính thực lực. Khoáng đạt bác đại, gần như nghịch thiên. Diệp thần và Diệp Lạc Nhi nhìn nhau, ánh mắt đều mang to lớn rung động. Thiên thần cảnh tầng 8 trời, đích thực quá đáng sợ. Hiên viên mặc tà hiện ra chân chính thực lực, võ đạo cuồn cuộn, thần uy phúc thiên, đơn giản là không thể dao động. Ở to lớn cảnh giới chênh lệch hạ, vô luận là 33 thiên hồng mông cổ pháp, vẫn là 33 thiên chí bảo, cũng không có chút nào tác dụng. Đây là nghiền ép, cảnh giới nghiền ép. Siêu thoát hết thảy, coi thường hết thảy. Gà vườn chó đất, cũng cho bổn tọa tan thành mây khói. Hiên viên mặc tà uy áp gầm lên, bàn tay chấn áp, vô số phù văn văn lạc, tạo thành một phiến tinh thần, trưởng thế như ngân hà rủ xuống, khí thôn vạn dặm. Diệp thần nhất thời biến sắc, hiên viên mặc tà một trưởng này, bao phủ chu vi mấy chục dặm, muốn nghiền diệt hết thảy, hắn và Diệp Lạc Nhi thân máu thịt, ở nơi này ngập trời trưởng thế hạ. So con kiến hôi còn muốn yếu ớt. Diệp đại ca, chú ý. Diệp Lạc Nhi bước chân bay vút, ngay tức thì đi tới Diệp thần bên người, thúc giục cửu long thần hỏa cháo. Xuy xuy xuy. Đạo đạo viêm mang sôi trào, chín con rồng lửa gầm thét. To lớn cái lồng, bao phủ lại hai người thân thể. Oanh. Hiên viên mặc tà một trưởng chấn hạ, hung hăng đánh vào cửu long thần hỏa cháo trên. Nhất thời. Toàn bộ cửu long thần hỏa cháo, cũng kịch liệt chấn động đứng lên, cái lồng lên long văn đồ đằng, không ngừng rung chuyển. Thật may, cái này cửu long thần hỏa cháo là 33 thiên hồng mông chí bảo, coi như hiên viên mặc tà thân phận thật sự hạ xuống, cũng không khả năng nổ. Hiên viên mặc tà một trưởng này, chỉ là rung chuyển cửu long thần hỏa cháo, cũng không thể phá hoại. Kéo dài hơi tàn, các ngươi rút lại vỏ rùa đen bên trong, thì có ích lợi gì? Hiên viên mặc tà hai tay huy động, đạo đạo đế quang mãnh liệt, liền liền chấn áp bổ, mỗi một trưởng đều mang kinh thiên lực, hung hăng đánh trước cửu long thần hỏa cháo. Cái lồng bên trong, Diệp thần và Diệp Lạc Nhi khí huyết chấn động, thừa nhận to lớn áp lực. Mặc dù ở cửu long thần hỏa cháo dưới bảo vệ, hiên viên mặc tà trưởng lực bị thật to triệt tiêu, nhưng còn dư lại một phần chia, vẫn hung hăng đánh thẳng vào hai người. Tối đa ba nén hương thời gian. Hai người sẽ bị sống sờ sờ động chết, mà đây cái cửu long thần hỏa cháo, còn có Diệp thần trong cơ thể rất nhiều luân hồi huyền bi, vậy ắt phải rơi vào hiên viên mặc tà trên tay. Diệp đại ca, ngày hôm nay chúng ta sợ rằng phải cùng nhau chết ở chỗ này. Diệp Lạc Nhi đắng chát cười một tiếng, vành mắt một hồi ửng đỏ, nhưng trong phảng phất vậy lộ ra một chút thỏa mãn, có thể cùng Diệp thần cùng chết đi, cũng không coi là quá mức tiếc nuối. Không có chuyện gì, Lạc Nhi. Chúng ta nhất định có thể có biện pháp còn sống. Diệp thần cắn răng, tính toán thoát thân phương pháp. Bình bịch bịch. Hiên viên mặc tà từng trưởng bạo giết, đánh được cửu long thần hỏa cháo kịch liệt vang dội. Ở to lớn chấn động dưới, Diệp Lạc Nhi khạc ra máu tươi, kinh mạch bị thương, cơ hồ muốn té xỉu. Diệp thần ôm chặt lấy nàng, nội tâm một phiến nóng nảy, cũng không biết như thế nào thoát thân. Trưởng uy chấn trời.
ánh sao cuồn cuộn, cửu long rên rỉ. Nơi này kinh thời tiết voi, vậy hấp dẫn vậy không thiếu ngoại giới ánh mắt. Lục Hào Sơn, đỉnh núi trong đạo quan. Thiên Cơ đạo nhân ngắm nhìn bầu trời phương xa, ánh mắt tựa hồ mang vô tận tang thương. Vì chém chết ta sư thúc, Hiên Viên Mặc Tà lại có thể tự mình động thủ. Thiên Cơ đạo nhân trước mặt, Thanh Long định hồn kính xoay tít xoay tròn, vô số cửu cung bát quái, thiên cơ số mạng hơi thở, không ngừng dòng nước chảy. Mặt kiếng bên trong, đang hiện lên Hiên Viên Mặc Tà căm hận muốn khùng, muốn nghiền diệt Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi hình ảnh. Đây là đại nghịch bất đạo à? Thiên Cơ đạo nhân là Hiên Viên Mặc Tà sư phụ, mà hắn nhận Diệp Thần làm sư thúc, nói cách khác, bàn về bối phận, Diệp Thần nhưng thật ra là Hiên Viên Mặc Tà thái sư thúc. Hiên Viên Mặc Tà muốn giết người, đây là đại nghịch bất đạo. Ta không thể ngồi yên không để ý đến à? Thời khắc này Thiên Cơ đạo nhân chau mày. Một khi hắn ra tay, có thể liền sẽ dính nhân quả. Hoàn toàn bại lộ ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Man tử, người đi cứu ta sư thúc đi ra. Thiên Cơ đạo nhân kêu gọi một tiếng, bàn tay vung lên, mở ra một cái cửa hư không. Dạ, sư phụ. Một cái tay cầm dìu lớn, cả người hơi thở hung hãn người đầu trâu xuất hiện, sải bước bước vào cửa hư không bên trong. Hắn chính là Kim Tinh Man Nghiêu. Minh điện chỗ sâu, núi hoang đỉnh, Mạc Huyết Minh và Thiên Lang sóng vai đứng. Ồ, là 33 thiên hồng mông chí bảo hơi thở. Mạc Huyết Minh nhất thời khiếp sợ, chỉ cảm thấy một hồi ngập trời cổ khí, từ cửu thiên thần long điện phương hướng chuyển tới. Đây là 33 thiên hồng mông chí bảo hơi thở. Hiên Viên Mặc Tà xuất thế, hồng mông chí bảo hạ xuống, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Huyết Minh kinh nghi bất định. Cửu thiên thần long điện bên kia, tất nhiên xảy ra thiên đại biến cố. Hắn rất muốn đi điều tra một phen, nhưng bởi vì Minh Điện hạn chế, hắn thân phận thật sự không thể rời đi, nếu như chỉ phái phân thân đi qua, không có chút nào tác dụng. Thiên Lang, ngươi trở về Thiên Đạo Cung, cho ta điều tra rõ. Mạc Huyết Minh phân phó. Ừ, Thiên Lang cung kính đáp ứng, hắn hiện tại đã đầu phục Mạc Huyết Minh, coi như lại không tình nguyện, cũng phải thay hắn bán mạng. Ô, tiếng gió nghẹn ngào. Thiên Lang bóng người, nhưng im hơi lặng tiếng, giống như một bãi phù sa, nặng rơi xuống đất để, lâm vào là một phiến bóng mờ, và chung quanh bóng cây, hoàn toàn hòa làm một thể, rất nhanh không thấy tung tích. Mà thần quốc biên giới, rất nhiều thế lực cũng là khiếp sợ. Hiên Viên Mặc Tà hạ xuống, 33 thiên hồng mông chí bảo vệ hiện ra đời, ngày tận thế tai kiếp còn chưa tới tới, liền đã có biến cố lớn như vậy. Thần quốc cuộc sống định trước không yên ổn. Cửu Thiên Thần Long Điện. Ở Hiên Viên Mặc Tà trấn áp xuống, Diệp Lạc Nhi đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, mà Diệp Thần vậy thừa nhận to lớn áp lực, gân cốt sắc sắc vang dội, tựa hồ muốn nổ tung. Hiên Viên Mặc Tà phân thân quá mạnh mẽ. Chung quanh chu vi mấy chục dặm, đã hoàn toàn lâm vào là phế tích, không gian bể tan tành, mặt đất thất thủ, có từng luồng nóng rực nham thạch nóng chảy dòng nước chảy, tình cảnh giống như ngày tận thế. Chết! Hiên Viên Mặc Tà ngửa mặt lên trời gầm lên, một trưởng cuồng như vậy nghiền ép, khí thế bạo tăng, phải lấy chí cường nhất kích, trực tiếp động chết Diệp Thần hai người. Hiên Viên Mặc Tà, khi dễ tiểu bối, coi là bản lãnh gì? Đột nhiên, một hồi cuồn cuộn ngâm tiếng huýt sáo, chấn thiên lên. Một đạo nguy nga bóng người, đột nhiên cướp phá hư không, hạ xuống. Đạo thân ảnh này, cả người long quang khoáng đạt, chánh khí cuồn cuộn, hiện ra vô cùng bá đạo khí thế. Lại là Bất Diệt Long Đế. Long Đế tiền bối. Diệp Thần thấy được Bất Diệt Long Đế, nhất thời đại hỉ. Thằng nhóc, các ngươi hai cái đi trước đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút Hiên Viên Mặc Tà cao chiêu. Bất Diệt Long Đế thanh âm uy nghiêm, thời khắc này hắn, không phải một đạo thần hồn như thế đơn giản, mà là chân chân chính chính thiết cốt khu. Trước đây ở Diệp Thần dưới sự giúp đỡ, hắn đã đoạt lại thân phận thật sự, thần hồn hợp nhất, thực lực thật to khôi phục, bởi vì cảm ứng được Hiên Viên Mặc Tà hơi thở, cho nên trực tiếp hạ xuống. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, trước Bất Diệt Long Đế ở Long Huyết Tuyền chữa thương, hiện tại xem hắn khí thôn vạn dặm hình dáng, hiển nhiên thương thế đã khôi phục rất nhiều, mặc dù còn không có hoàn toàn hết bệnh,
nhưng vậy có đầy đủ tư cách chống lại Hiên Viên Mạc Tà hư ảnh phân thân. Bất Diệt Long Đế, ngươi tới đúng dịp, ngày hôm nay cùng nhau chôn theo đi. Hiên Viên Mạc Tà vung tay phải lên, sáng chói đế khí xuyên qua hư không, đánh nát phương xa một ngọn núi nhạc. Ùm ùm, núi cao vỡ nát, vô số nham thạch mỏ đất, mậu thổ tinh khí, ngưng tụ thành một chuôi trọng kiếm, rơi vào ở trên tay hắn. Giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm. Hạ một sát, Hiên Viên Mạc Tà đánh đòn phủ đầu, một kiếm nháy mắt chém ra, ngay tức thì giết tới Bất Diệt Long Đế trước mặt. Ào ào đế hoàng hơi thở, mang cuồn cuộn đại đạo, không ngừng tràn ngập chấn động. Huyền Thiên Thăng Long chém. Bất Diệt Long Đế không sợ chút nào, bàn tay nắm chặt, một chuôi kim kiếm vô căn cứ hiện lên, vô số thiên long ảo ảnh, ở trong nháy mắt bùng nổ, khoáng đạt oai rồng hơi thở, che khuất bầu trời. Chanh! Hắn trực tiếp một kiếm thượng thiêu, như rồng đằng huyền thiên, cùng Hiên Viên Mạc Tà đánh nhau. Liên tiếp sáng chói đốm lửa nhỏ, từ hai người kiếm phong gian nổ lên, cuồn cuộn kiếm khí tràn ngập, hai người dưới chân phế tích mặt đất, vô số nham thạch nóng chảy nổ, kích thích ngập trời hỏa trụ, lửa cháy bừng bừng xông lên lên trời, đúng phiến màn trời đều là một phiến đỏ thẫm. Kiếm phong va chạm hạ, hai người bước chân đồng thời lui về phía sau, đấu cái lực lượng tương đương. Hiên Viên Mạc Tà, nếu như ngươi thân phận thật sự hạ xuống, ta có lẽ sẽ có chỗ kiêng kỵ, nhưng chính là một đạo hư ảnh phân thân, ở ta trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi cản rỡ. Bất Diệt Long Đế cầm kiếm đứng, thân thể cuồng ngạo. Hắn hơi thở, ước chừng đến gần thiên thần cảnh tầng 8 trời, mặc dù so Hiên Viên Mạc Tà cái này đạo hư ảnh, hơi kém một nước, nhưng là, hắn có máu thịt gân cốt, nội tình thâm hậu, mà Hiên Viên Mạc Tà, chỉ là một đạo hư ảnh. Nếu như chiến đấu, hai người tuyệt đối là ngang tay. Hiên Viên Mạc Tà muốn cản rỡ, nhưng là tuyệt đối không thể. Hiên Viên Mạc Tà sắc mặt rất là khó khăn xem, đúng là, hắn chỉ là một đạo hư ảnh, nội tình rất yếu ớt, muốn chiến thắng Bất Diệt Long Đế mà nói, cơ hồ không có có thể, trừ phi vận dụng lá bài tẩy. Thái Sư Thúc, ngay tại lúc này, lại có một đạo bóng người hạ xuống. Nhưng là một cái cả người yêu khí tràn ngập. Cầm búa lớn trong tay người đầu trâu, chính là Kim Tinh Man Nghiêu. Thái Sư Thúc, sư phụ kêu ta tới cứu ngươi. Kim Tinh Man Nghiêu cung kính đi tới Diệp Thần trước mặt, bởi vì được Thiên Cơ đạo nhân mệnh lệnh, cho nên hắn thái độ rất nhún nhường, không có chút nào không vâng lời. Là Thiên Cơ tiền bối kêu ngươi tới. Diệp Thần ngẩn người, trước đây ở U Minh vùng biển, Thiên Đô Đại Đế chết, hắn hao tổn Thiên Cơ đạo nhân thi khôi, trong lòng rất là áy náy. Nhưng không nghĩ tới, Thiên Cơ đạo nhân lại có thể không để ý chút nào, còn quá mức phái Kim Tinh Man Nghiêu tới tương trợ. Ừ, Kim Tinh Man Nghiêu xuôi tay đứng. Ngươi trước cầm bạn ta mang đi ra ngoài. Diệp Thần trong lòng rất là cảm kích, Kim Tinh Man Nghiêu tới đúng dịp, vừa vặn có thể mang đi Diệp Lạc Nhi, cũng không cần Diệp Thần lo lắng. Tuân lệnh, Kim Tinh Man Nghiêu lắc mình một cái, hiện ra bản tướng, biến thành một đầu cự nghiêu, thổ Diệp Lạc Nhi. Bốn vó dương lên, đi bên ngoài chạy như điên. Muốn chạy, cho bổn tọa trở về. Hiên Viên Mạc Tà cả kinh, Diệp Lạc Nhi trên mình mang cửu long thần hỏa cháo, đây chính là hồng mông chí bảo, nếu như nàng chạy, hắn tổn thất liền lớn. Oanh! Lập tức Hiên Viên Mạc Tà một kiếm ngang trời phá chém, vô tận đế quang mãnh liệt, muốn đánh chết Diệp Lạc Nhi. Hiên Viên lão cẩu, còn muốn đối với tiểu bối ra tay, người có xấu hổ hay không? Bất Diệt Long Đế hừ lạnh một tiếng, huy động kim kiếm, cản lại Hiên Viên Mạc Tà kiếm khí. Cứ như vậy trong nháy mắt, Kim Tinh Man Nghiêu đã mang Diệp Lạc Nhi chạy đi. Long Đế tiền bối, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần không có nổi lo về sau, xách sát kiếm, tung người bay vút ra, và Bất Diệt Long Đế sóng vai đứng. Rất tốt, người ta liên thủ, ngày hôm nay liền chu diệt cái này cái gọi là Thiên Đạo Cung cung chủ. Bất Diệt Long Đế trong mắt sắc bén, Hiên Viên Mạc Tà cái này phân thân, hàm chứa thân phận thật sự hàng loạt nhân quả hơi thở, nếu như có thể chém chết, nhất định có thể bị thương nặng hắn. Tới ám thần mạch, mở. Diệp Thần nghiêm túc quát một tiếng, cả người ma khí bùng nổ, từng tia cửu u hơi thở, địa ngục sát khí, không ngừng tràn ngập ra, diễn hóa thành một bộ ma khí trường bào, bao trùm ở Diệp Thần trên mình. Ngay tức thì... Diệp Thần tựa như biến thành cửu u đứng đầu, chúa tể địa ngục uy nghiêm.
hắn cũng không có nhập ma, nhưng mở ra tới ám thần mạch, hắn hơi thở, vô cùng bằng bạc, và nhập ma trạng thái so sánh, cũng là chút nào không kém. Từng luồng u ám hơi thở, bơm vào đến sát kiếm bên trên, đúng cầm sát kiếm bùng nổ hắc mang, như hãn biển mãnh liệt, không ngừng lóng lánh. Tới ám thần mạch, đây là ám bi năng lượng. Hiên Viên Mặc Tà thấy một màn này, trong lòng tựa như đang rỉ máu, ánh mắt vô cùng tức giận. Khối kia ám bi, vốn là hắn thiên đạo cung vật, hiện tại lại rơi vào Diệp Thần trên tay, phản đi qua đối phó hắn. Mở ra tới ám thần mạch Diệp Thần, đủ để chém chết thiên thần cảnh hậu kỳ một phần chia cao thủ. Nếu như tái chiến Bạch Hổ, hắn đủ để nhất kích trong nháy mắt giết, đây chính là tới ám thần mạch lợi hại. Mở tới ám thần mạch sau đó, trực tiếp nắm trong tay cửu u và địa ngục lực lượng, tựa như hóa thân ma chủ, trấn áp hết thảy, vô cùng lợi hại. Thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi lại có kỳ ngộ. Bất Diệt Long Đế mặt đầy vui vẻ yên tâm, Diệp Thần tiến bộ được nhanh như vậy, nếu thời gian dài, nhất định có thể đạp bể thiên đạo cung, đem tất cả đại năng cứu ra. Động thủ. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, dẫn đầu một kiếm bạo chém, vô số hắc mang ngưng tụ, kiếm khí vặn cắt không khí, từng cái đen nhánh nốt nhạc nổi lên. Úm, bá, đâu, đi, be be, ỏ, ô, ba. Diệp Thần mượn tới ám thần mạch lực lượng, trực tiếp vận dụng thiên long bát thần âm. Cuồn cuộn trang nghiêm thiên Phật thánh hát, và quỷ dị u ám cửu u hơi thở, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Phật ma hợp nhất. Từng cái đen nhánh hồng mông nốt nhạc, quanh quẩn Diệp Thần thân kiếm, trên dưới phất phới, ở vô tận u ám dưới khí tức, mơ hồ tràn ra một món cuồn cuộn Phật quang. Diệp Thần một kiếm này, thiên Phật thiên ma, hoàn mỹ hòa hợp, bộc phát ra gần như nghịch thiên kiếm khí. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt chấn động, như thế nghịch thiên kiếm khí, coi như là hắn, nếu như bị đánh trúng, vậy tuyệt đối không dễ chịu. Huyền Thiên Thăng Long chém. Bất Diệt Long Đế quát lên một tiếng lớn, vậy khua kiếm chém ngang ra, và Diệp Thần đôi đôi liên thủ, thẳng giết Hiên Viên Mặc Tà. Ung ung. Phật Quốc thiên âm, thiên ma gào thét, long đằng vạn dặm. Hai người liên thủ một kiếm, nhất thời dẫn phát to lớn khí tượng. Thiên địa hư không, có Phật Quốc kim quang và cửu u ma quang cổn đáng trước, còn có vô cùng sáng chói thiên long thần hy, khí thế bàng bạc tới cực điểm. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt chợt biến, cả người sáng mở đế khí, cũng gặp phải chấn áp, không ngừng chôn vùi tiêu tán. Kiếm khí chưa tới, hắn cả người liền lâm vào tuyệt cảnh, thần khí tang tẫn, phải bị một kiếm chém chết. Muốn chém chết ta, không như vậy dễ dàng. Hào khí thiên uy, tinh thần nắm giữ, tinh đế hạo nhiên khí, hạ xuống. Sống chết trước mắt, Hiên Viên Mặc Tà lui về phía sau một bước, hai tay giơ lên trời. Hiện ra vô cùng nghiêm ngặt khí thế, trong miệng ngâm sướng gian, từng luồng sáng chói ánh sao, từ vũ trụ hư không hạ xuống xuống, hung hăng bơm vào đến trên người hắn. Giao. Trong thoáng chốc, Hiên Viên Mặc Tà quanh thân ánh sao tràn ngập, vô số ngôi sao hơi thở, diễn hóa thành từng hạt tròn pháp cầu, quanh quẩn hắn thân thể, trên dưới lật bay. Trong nháy mắt. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Hiên Viên Mặc Tà hơi thở lột xác. Tựa như hóa thành chư thiên vũ trụ nắm giữ, nắm trong tay tinh thần thiên hà số mệnh. Một bộ tinh thần đế bào, bao trùm ở trên người hắn, từng luồng ánh sao văn lạc, như đồ quyển vậy bầy, cuồn cuộn sáng mở thủy khí lại lần nữa hiện lên, còn có động trời đế khí ánh sáng, không biết so với trước đó thịnh vượng nhiều ít. Hắn quanh thân, từng vì sao pháp cầu vần quanh. Những thứ này pháp cầu, tựa như là chân chánh tinh cầu, lấy chúng tinh cùng nguyệt tư thái. Chiều bái Hiên Viên Mặc Tà. Tinh đế hạo nhiên khí, tên này, lại có thể sử xuất tinh đế hạo nhiên khí. Bất Diệt Long Đế cả kinh thất sắc. Tinh đế hạo nhiên khí, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, hạng hàng đầu, là Hiên Viên Mặc Tà hạch tâm bí pháp. Muốn thi triển này các loại bí pháp, cần phải hao phí nghịch thiên hơi thở, hắn chỉ là một đạo hư ảnh phân thân, tuyệt đối không thể vận dụng. Hiển nhiên, Hiên Viên Mặc Tà không tiếc giá phải trả, hao phí thân phận thật sự khí huyết, không tiếc hao tổn căn cơ, cũng phải rơi xuống uy nghiêm, để cho mình hư ảnh phân thân, cưỡng ép bùng nổ tinh đế hạo nhiên khí. Tinh đế hạo nhiên khí vừa ra, thiên địa cũng chấn động. Đúng phiến thiên địa, cũng tràn ngập sáng chói ánh sao. Từng luồng ánh sao, như lưu huỳnh phi hoa vậy cổn đáng. Ánh sao lướt qua,
Sơn Hà cúi đầu, vạn thú quỳ sát, nơi có sinh linh, đều phải bò lổm ngổm ở hiên viên Mặc Tả uy nghiêm hạ. Thời khắc này hắn, chính là tinh thần nắm giữ, Thiên Hà Đại Đế, nắm trong tay chư thiên tinh túc vận mệnh. Mạnh mẽ! Không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ! Diệp Thần trong mắt rung động, thật sâu động dung. Tinh đế hạo nhiên khí, trước đây Bạch Hổ vậy thi triển qua, uy lực lớn vô cùng, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Bạch Hổ tinh đế hạo nhiên khí, hoàn toàn không thể và Hiên Viên Mặc Tà so sánh. Hiên Viên Mặc Tà mới thật sự là võ đạo chính tông, hắn trong mắt mở ra gian, vô cùng vũ trụ, vô tận vị diện ánh sao, cũng đang lóng lánh, thiên địa nhật nguyệt, đều phải thần phục ở dưới chân của hắn. Liều mạng. Diệp Thần cắn răng, đương thời giây phút, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ muốn liều mạng quyết chiến, mới có một đường sinh cơ. Bất Diệt Long Đế ánh mắt cũng là đoạn tuyệt, và Diệp Thần liên thủ khua kiếm chém điên cuồng, hai đạo cực hạn kiếm quang, hung hăng chém về phía Hiên Viên Mặc Tà. Gà vườn chó đất, há kham nhất kích. Hiên Viên Mặc Tà tinh khí trùng tiêu, thân thể bùng nổ vô lượng ánh sáng. Chu bạn như có chư thiên sấm sét ngâm sướng, ầm ầm tự minh, đỉnh thiên lập địa, mãnh lực huy động trong tay trọng kiếm, càn quét bốn phương. Oanh! To lớn nổ, ngay tức thì phát sinh. Hiên Viên Mặc Tà hàm chứa tinh đế hạo nhiên tức giận một kiếm, hung hăng chém xuống, hư không tan vỡ, loạn thạch vỡ vân, chư thiên đại đạo tựa hồ cũng bị phai mờ, thiên địa một mảnh hỗn độn. Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế thân thể, ngay tức thì bị càn quét đi ra ngoài. Chật vật rớt xuống đất, đều bị trọng thương. Hai cái phế vật, bằng các ngươi, cũng muốn đạp bể ta Thiên Đạo Cung, nói vớ vẩn. Hiên Viên Mặc Tà thân thể, giống như còn quấn chư thiên tinh thần ngân hà, con ngươi mở ra gian, thần quang tách thả ra, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Hắn từng bước một bước ra, hướng Diệp Thần và Bất Diệt Long Đế đi tới, muốn đích thân nghiền diệt hai người. Ầm, ầm, ầm. Hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng giống như đế hoàng đạp trời, ầm ầm sấm sét tự minh, mặt đất văng tung tóe, nham thạch nóng chảy khắp nơi dòng nước chảy, tựa như ngày tận thế hạo kiếp hạ xuống. Long Đế tiền bối. Diệp Thần khó khăn mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, gân cốt tựa hồ muốn nổ tung. Hiên Viên Mặc Tà thần uy, chân thực quá mạnh mẽ, hắn không phải địch thủ. Mà Bất Diệt Long Đế, cũng là người bị trọng thương, chút nào không thể nhúc nhích. Không có sức lại chống lại Hiên Viên Mặc Tà. Thằng nhóc, mau mở ra cái này cổ dương. Trong lúc nguy cấp, nghịch ma phượng tôn Tô Nhược Hy thanh âm, nhưng từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới. Nàng sử dụng cổ Hàn Lâm cổ dương, giao đến Diệp Thần trong tay. Cái này cổ dương, vô số phù văn quấn quanh, bên trong mơ hồ truyền ra dị động, không biết phong ấn quái vật gì. Sư nương, cái này cổ bên trong dương có cái gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Cửu U Hổ, cái này cổ bên trong dương, phong ấn thượng cổ nghịch thiên đại ma, Cửu U Hổ. Tô Nhược Hy ngưng tiếng trả lời. Ở thời đại thượng cổ, nàng và cổ Hàn Lâm khắp nơi chinh chiến, chu diệt thiên ma, cuối cùng hàng phục một đầu đại ma, tên là Cửu U Hổ, liền phong ấn ở cái này cổ dương bên trong. Mới vừa Diệp Thần gặp nạn, nàng vẫn không có ra tay, bởi vì Hiên Viên Mặc Tà quá mạnh mẽ. Nàng ra tay cũng không có dùng, trừ phi cổ Hàn Lâm tỉnh lại, vợ chồng hai người song kiếm hợp bích, mới có chống lại có thể. Hiện tại Diệp Thần sống chết trước mắt, nàng nhưng cũng không dám lạnh nhạt, cầm cổ dương giao cho Diệp Thần. Cổ dương bên trong phong ấn đại ma, đặc biệt đáng sợ, vậy đặc biệt khó khăn khống chế, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không giao cho Diệp Thần. Bởi vì chân thực quá nguy hiểm. Một khi đại ma mất khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nghe, đây là mở cổ dương và khống chế Cửu U Hổ thuật pháp. Tô Nhược Hy ngưng âm thành tuyến, nhanh chóng đem một đoạn thần chú, truyền đạt đến Diệp Thần trong lỗ tai. Mà lúc này, Hiên Viên Mặc Tà bóng người, đã tới Diệp Thần trước mặt. Mênh mông tinh thần đế uy, huy hoàng như trời tháng, chỉ là trên người hắn đế khí, sẽ để cho Diệp Thần áp lực to lớn, gân cốt cũng đang chấn động. Ồ, đây là. Nhưng mà, làm Hiên Viên Mặc Tà thấy cổ dương, hắn hơi thở nhưng xuất hiện chập chờn, thật sâu kinh hãi. Tại nháy mắt tức thì này, hắn cảm nhận được liền ngập trời nguy cơ. Cái này cổ bên trong dương,
nhất định phong ấn cái gì kinh khủng tồn tại, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Thiên địa xa vào, ma uy dáng thế. Diệp thần trong miệng lẩm bẩm niệm chú, thần chú như sấm vậy ầm ầm tự minh. Mà Tô Nhược Hy vậy tay cầm vòng tròn, ngưng huyết làm phép. Hai cổ lực lượng thần bí ở nơi này một phiến thiên địa hội tụ. Cửu U Hổ, hạ xuống. Thần chú niệm tất, Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, chợt mở ra cổ dương. Ầm, một món ngập trời ma khí, từ cổ trong dương điên cuồng tràn ngập ra, phảng phất là một đạo khói báo động, phóng lên cao, phải đem bầu trời cũng thọt phá. Đen nhánh to lớn ma khí cột khói bên trong, vô số khói mù sôi trào, ngưng tụ thành từng cái khuôn mặt dữ tợn, tựa như mở ra thiên ma thế giới cửa, không khí bên trong, còn mơ hồ truyền ra thiên ma cười gằn, xúc mục kinh tâm. Ngút trời khói mù lăn lộn gian, cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng bóng người. Đây là một đầu hung lệ mãnh hổ, cả người không có lông, chỉ khoác một phiến phiến màu đen miếng vảy, mỗi một khối miếng vảy tất cả cút đáng trước kinh khủng áo uy, một cái màu xám cho cốt chất một sừng, mọc lên ở nó trên trán, ma quang lưu chuyển gian, tựa hồ muốn đâm rách hết thảy. Từng luồng nghiêm ngặt ma khí, diễn hóa thành từng cái ma liên, ở trong hư không qua lại xen lẫn, tràn ra quỷ dị uy nghiêm. Thượng cổ đại ma, cửu u hổ. Hiên viên mặc tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cửu U Hổ, là thượng cổ hung uy rõ ràng đại ma, so với thượng cổ thập hung còn lợi hại hơn, thượng cổ thập hung đều là nó đệ tử, một sừng hạn bạt, hắc sát ma hạt, ba mắt thiên lang, kim tinh man nghiêu vân. Vân, đều là nó điều dạy dỗ. Ở thời đại thượng cổ, cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy, cũng là hao phí nhiều tâm huyết, mới rốt cục bắt cửu U Hổ, miễn cưỡng chân áp. Đi qua năm tháng vô tận trấn áp, thời khắc này cửu U Hổ, vẫn có ngập trời thực lực, ma khí vô cùng xâm nghiêm, lại có thể đến gần thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp, thần đế cảnh giới. Mà hiên viên mặc tà cái này đạo hư ảnh, chỉ có thiên thần cảnh tầng 8 trời, còn chưa tới tột cùng nhất bước. Nói cách khác, cửu U Hổ thực lực, so hiên viên mặc tà còn lợi hại hơn. Diệp thần lão đảo lắc lư đứng dậy, ở cửu U Hổ ma khí ngâm nhiễm hạ, hắn tới ám thần mạch, cũng nhận được to lớn bồi bổ. Mới vừa hắn gặp phải tinh đế hạo nhiên tức giận đánh vào, gân cốt chấn động, nhưng hiện tại, ở cửu U ma khí tăng thêm hạ, hắn trạng thái lại khôi phục lại. Diệp thần tâm thần chập chờn, dựa theo Tô Nhược Hy truyền thụ cho thuật pháp, miễn cưỡng khống chế cửu U Hổ. Đầu này thượng cổ đại ma, chân thực thật lợi hại, Diệp thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi, một khi tâm thần sơ sót. Cái này đại ma tuyệt đối muốn trốn tránh, không thể nào ngoan ngoãn thần phục. Thằng nhóc, mau ra tay, làm thịt hiên viên mặc tà cái này phân thân, nếu không thời gian trì hoãn, cái này cửu U Hổ thoát khỏi phong ấn trói buộc, bạo nghịch trốn tránh, vậy cũng phiền toái. Tô Nhược Hy thúc giục, cửu U Hổ thực lực quá mạnh mẽ, ước chừng đến gần thiên thần cảnh 9 tầng trời, hơn nữa thân là hơn cổ đại ma, có ngạo cốt uy nghiêm, tuyệt đối không cam lòng khuất phục dưới người. Nếu như có cơ hội, nó tuyệt đối muốn trốn tránh. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hiên viên mặc tà, cầm cửu U Hổ thu hồi đi, nếu không một khi phát sinh bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ừ, Diệp thần ngưng trọng gật đầu, lúc này một bước bay vút, bước thân cưỡi ở cửu U trên lưng hổ. Hống, cửu U Hổ trầm thấp hống khiếu một tiếng, trong mắt tràn đầy hung quang, tựa hồ rất không tình nguyện. Nhưng nó bị Diệp thần thuật pháp khống chế, cũng không thể phản kháng. Diệp thần cưỡi cửu U Hổ, từng luồng cửu U ma khí, hãn biển vậy vọt tới, và hắn tới ám thần mạch, không ngừng hô ứng đồng tình. Giết! Diệp thần quát to một tiếng, tay cầm cầm kiếm, sách hổ chạy như điên ra, hung hăng hướng hiên viên mặc tà lướt đi. Thời khắc này hắn, tới ám thần mạch phát huy đến trình độ cao nhất, hoàn mỹ và cửu U Hổ hơi thở hòa hợp. Hống! Cửu U Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt vậy bùng nổ sáng chói sát khí, bốn chân lao nhanh như gió, nhục trưởng tranh một tiếng, bắn ra ác liệt móng hổ, thân thể lăng không bạo khởi, hung hăng tấn công đánh tiếp, móng hổ như đao, muốn đánh chết hiên viên mặc tà. Một người một con hổ, khí thế ngút trời, tựa hồ muốn đạp bể sơn hà, hiện ra vô cùng bá đạo khí phách. Thằng nhóc, coi là ngươi may mắn. Hiên viên mặc tà không dám ứng chiến. Xoay người bay trốn đi. Cửu U Hổ là thượng cổ đại ma,
thực lực đến gần thiên thần cảnh đỉnh cấp, mà hắn chỉ là thiên thần cảnh tầng 8 trời, coi như vận dụng tinh đế hạo nhiên khí, tối đa cũng chỉ là chiến thành ngang tay. Mà hiện tại, trừ cửu u hổ, còn có Diệp Thần, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Mau truy đuổi. Diệp Thần sách hổ cuồng truy đuổi, nếu như bị Hiên Viên Mặc Tà chạy, vậy thì đáng tiếc. Chỉ có chém chết hắn cái này đạo hư ảnh, mới có thể bị thương nặng hắn thân phận thật sự. Cửu u mắt hổ mâu ác liệt, bốn chân ngất trời, đuổi giết. Nhưng đột nhiên, Hiên Viên Mặc Tà thân thể chớp mắt, lại có thể ẩn nhập hư không, ngay tức thì biến mất không thấy, liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Hống! Cửu u hổ mất đi mục tiêu, bước chân trôi lơ lửng ở đám mây, ánh mắt nhìn chung quanh, cũng không gặp Hiên Viên Mặc Tà tung tích. Độn thiên tiềm hành thuật, người muốn chạy, có thể có hỏi qua ta không? Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, Hiên Viên Mặc Tà là thi triển độn thiên tiềm hành thuật, trực tiếp che giấu thân hình, muốn im hơi lặng tiếng chạy trốn. Thiên ma động minh nhãn, mở. Diệp Thần không chút do dự nào, lập tức mở thiên ma động minh nhãn, vô số ma khí ngưng tụ ở hắn ấn đường, ngay tức thì diễn hóa thành một cái kinh khủng ả mắt. Suy, ma nhãn xuyên qua, một đạo cực hạn hắc mang giết ra, đánh vào một phiến trong hư không. Rắc rắc, hư không vặn vẹo bể tan tành, một đạo thân ảnh nổi lên. Chính là Hiên Viên Mặc Tà. Ngao, cửu u hổ vừa nhìn thấy Hiên Viên Mặc Tà, không cần Diệp Thần mệnh lệnh, liền ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cuồng như vậy chạy cướp giết ra. Không tốt, Hiên Viên Mặc Tà tâm thần chấn động, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể nắm giữ thiên ma động minh nhãn. Một mắt xem thấu hắn bí mật đi che giấu. Hắn bí mật đi trốn chui kế hoạch, nhất thời rơi vào khoảng không. Trong chớp mắt, cửu u hổ phát giết tới. Vô số u lệ tàn bạo ma khí, không ngừng tách thả ra, các loại ma hy phù văn xen lẫn, hiện ra bá đạo uy nghiêm. Ma Diệp Thần, vậy huy động sát kiếm, mang bạo nghịch khí tức hủy diệt, gào thét đánh tới. Tới ám thần mạch năng lượng. Vào giờ khắc này phát huy đến trình độ cao nhất, từng luồng cửu u địa ngục hơi thở, không ngừng tràn ngập ra, kiếm quang đều được đen nhánh một phiến, giống như ngưng tụ ngàn năm mực. Một người một con hổ, ma uy cuồn cuộn, đơn giản là muốn nghiền ép thiên địa. Hiên Viên Mặc Tà cả người rực cháy hà tách thả ra, trọng kiếm chém ra, đạo đạo bảo huy nổ tung, ánh sao mãnh liệt, muốn phản kháng. Nhưng cửu u hổ hơi thở, chân thực cường hãn. Cường hãn đến có thể trấn áp hết thảy trước mắt. Lại phối hợp Diệp Thần tới ám thần mạch, một người một con hổ liên thủ, đơn giản là vô địch, hắn căn bản không có thể ngăn cản. Phốc xích. Trong phút chốc, Hiên Viên Mặc Tà trọng kiếm bị nghiền nát, cuồn cuộn ma khí như đao kiếm, hung hăng tập sát ở trên người hắn. Hắn đúng cái thân thể, nhất thời biến dạng, hóa thành một phiến phiến ánh sao khối vụn, ngang trời tứ tán. Diệp Thần. Người dựa vào cửu u hổ hung uy, may mắn đánh chết ta. Lần kế, người có thể sẽ không lại có tốt như vậy vận. Người dám cầm cửu u hổ thả ra, nó sớm muộn sẽ trốn tránh, sớm muộn sẽ giết ngươi. Ngươi chết chắc. Hiên Viên Mặc Tà thanh âm ầm ầm như sấm, cho dù thân thể kế cận tiêu tán, vẫn có to lớn uy nghiêm. Tiếng nói rơi xuống, hắn cái này đạo hư ảnh phân thân, hoàn toàn quy về mất đi, hoàn toàn tiêu tán. Thu. Diệp Thần bóp một cái chỉ quyết, không chút do dự nào, lập tức thu hồi cửu u hổ. Cửu u hổ là thượng cổ đại ma, thực lực vô cho nghi ngờ, lần này có thể đánh bại Hiên Viên Mặc Tà, vậy may mà nó. Nhưng cái này nhức đầu ma, tánh tình bướng bỉnh, tâm tư tàn nhẫn, Diệp Thần không thể nào khống chế bao lâu, phải mau sớm thu, nếu không cái này đại ma bùng nổ hung tính, tránh thoát trói buộc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hống. Hống. Cửu u hổ cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp gầm to, trong mắt hiện đầy lệ khí và tức giận. Nhưng ở Diệp Thần thuật pháp nghiền ép hạ, nó vậy không có cách nào, thân thể hóa thành một món khói đen, lần nữa trở lại cổ bên trong dương. Bót. Diệp Thần lập tức đẩy lại cổ dương, trong miệng thần chú lẩm bẩm như sấm chấn động, cổ dương trên bung ra tầng tầng phù văn bảo huy, hoàn toàn đem cửu u hổ trấn áp xuống đi. Sư nương, đa tạ. Diệp Thần lật đật đem cổ dương đưa về luân hồi mộ địa, nói cảm ơn một tiếng. Không có sao, có thể giết chết Hiên Viên Mặc Tà cái này phân thân liền tốt. Tô Nhược Hy mừng rỡ không thôi,
lần này đánh chết Hiên Viên Mặc Tà phân thân, coi như là chém một cánh tay của hắn, trong tương lai một đoạn thời gian, Thiên Đạo Cung có thể sẽ yên tĩnh một trận. Dẫu sao, Hiên Viên Mặc Tà phân thân chết, thân phận thật sự vậy phải bị đả kích khổng lồ, cần thời gian chữa thương. Thằng nhóc, có ngươi. Bất Diệt Long Đế vậy lảo đảo lắc lư đứng lên, hắn bị Hiên Viên Mặc Tà đả thương, nhưng cũng may khí lực hùng hồn, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể hết bệnh. Trận chiến này, Diệp Thần Hiền lộ ra tuyệt đối thực lực, Bất Diệt Long Đế vậy hoàn toàn yên tâm. Ngày xưa sổ ưng, ngày hôm nay rốt cuộc có một mình đảm đương một phía tư cách. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, Diệp Thần có thể đạp bể Thiên Đạo Cung, đem Hiên Viên Mặc Tà chân chính chém chết. Hắn vừa định đối với Diệp Thần nói gì, một khắc sau, Diệp Thần nhưng là sắc mặt trắng bệch. Một cổ cắn trả cực mạnh lực chiếm đoạt toàn thân. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hôn mê đi. Tới ám thần mạch và nắm trong tay cửu u hổ, đối với Diệp Thần tổn thương là bị thương nặng. Thiên Đạo Cung, chỗ sâu. Phốc xích. Hiên Viên Mặc Tà há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt một phiến trắng bệch. Hu hu hu, Thiên Đạo Cung bầu trời, vô số âm phong gào thét, tai nạn hơi thở bao phủ. Theo Hiên Viên Mặc Tà bị nhục, to lớn tai tượng khí tức, vậy giống như âm hồn, bao phủ Thiên Đạo Cung đền, thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều núp ở chỗ sâu hạch tâm trưởng lão, nhìn đầy trời khói mù hình dáng, nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cổ Hàn Lâm, Tô Nhược Hy, các ngươi hai vợ chồng, hại được ta thật thê thảm sao? Hiên Viên Mặc Tà vành mắt sắp nứt, hắn không tiếc đột phá quy tắc hạn chế, rơi xuống một đạo hư ảnh phân thân, thậm chí không tiếc bùng nổ tinh đế hạo nhiên khí, chính là vì chém chết Diệp Thần, đoạt lại luân hồi huyền bi. Nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì Cổ Hàn Lâm và Tô Nhược Hy tồn tại, cửu u hổ bị thả ra ngoài, trực tiếp cắt dứt hắn kế hoạch. Nếu như không phải là cửu u hổ, hắn đã sớm chém chết Diệp Thần, đoạt lại ám bi. Không. Không chỉ là ám bi, còn có trần bia, phong bi, viêm bia, còn có cửu long thần hỏa cháo, còn có bất diệt long đế tánh mạng. Nếu là không có cửu u hổ ngăn trở, hắn thu hoạch, tuyệt đối là to lớn đến nghịch thiên bước. Nhưng giờ phút này, tất cả huyễn mộng, đều được bọt nước. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng đang rỉ máu, hắn rơi xuống hư ảnh phân thân, vốn là hao tổn một phần chia tu vi. Sau đó vận dụng tinh đế hạo nhiên khí, lại làm thương tổn gân cốt cơ sở, đến cuối cùng hư ảnh phân thân bị chém chết, hắn còn phải chịu đựng ngập trời cắn trả. Trả giá giá lớn như vậy, lại có thể cái gì cũng không được, cái gì vậy cướp không trở lại. Đánh bại. Trước đó chưa từng có đánh bại. Cho dù là Hiên Viên Mặc Tà, kiến thức qua vô số gió to sóng lớn, nhưng đối mặt nghiêm trọng như vậy đánh bại, cũng là không chịu nổi, liền liền ói máu. Cung chủ, Thiên Lang đại nhân trở về. Một người học trò nơm nớp lo sợ đi vào, thấp giọng bẩm báo. Thiên Lang trở về, mau gọi hắn đi vào. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt sáng lên, khó hiểu cảm thấy một chút quang minh. Thiên Lang mất tích nhiều ngày, ngày hôm nay trở về, có thể sẽ mang đến tin tức tốt gì. Ừ, đệ tử kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, liền dẫn liền Thiên Lang đi vào. Thiên Lang gặp qua cung chủ đại nhân. Thiên Lang quỳ một chân trên đất, vẻ mặt trầm ổn, không nhìn ra chút nào khác thường. Cũng không ai sẽ đoán được, hắn đã đầu phục Mạc Huyết Minh. Hắn bây giờ, là Mạc Huyết Minh một con cờ. Thiên Lang, bổn tọa kêu ngươi đi Cửu Thiên Thần Long Điện, điều tra sự việc, đoạn thời gian này ngươi thần bí mất tích, ngươi đã đi đâu? Hiên Viên Mặc Tà chất vấn nói. Hồi bẩm cung chủ. Thuộc hạ ngày đó điều tra xong, muốn hồi cung bẩm báo, nhưng không ngờ nửa đường gặp phải một cổ thời không chảy loạn, thuộc hạ bị hút vào, người rơi đến vực ngoại thế giới, trải qua trăm ngàn cay đắng, mới tìm được đường trở về. Thiên Lang mặt không đổi sắc, đem đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ, từng chữ nói ra. Ngươi đi vực ngoại, khó trách bổn tọa không cảm ứng được ngươi nhân quả hơi thở. Hiên Viên Mặc Tà nửa tin nửa ngờ. Nhưng chưa có hoàn toàn tin tưởng Thiên Lang nói. Cung chủ đại nhân, có thuộc hạ vực ngoại, may mắn lấy được kỳ ngộ, lấy được một môn 33 thiên hồng mông cổ pháp, mời cung chủ xem qua. Thiên Lang thái độ khiêm nhường, dâng lên một phiến ngọc giản.
33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp. Hiên Viên Mặc Tà tim giật mình, thần niệm đảo qua, nhất thời phát hiện ngọc giản bên trong, quả nhiên hàm chứa ngập trời hồng mông hơi thở, từng luồng kiếm khí gào thét tới. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, lại là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết. Hiên Viên Mặc Tà thần niệm quét nhìn dưới, nhất thời liền phát giác, trong ngọc giản ghi lại hồng mông cổ pháp, kêu Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, là một môn tu luyện máu tươi thần thông. Thân thể con người cả người, có 100.000 giọt máu tươi, tu luyện Chu Thiên Thần Kiếm Quyết sau đó, có thể đem 100.000 giọt máu, toàn bộ luyện hóa thành hồng mông phi kiếm. Đỉnh cấp cảnh giới, 100.000 thanh phi kiếm chém đánh ra, đủ để phá thiên liệt địa, nghiền diệt hết thảy, uy lực lớn đến không tưởng tượng nổi. Ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, Chu Thiên Thần Kiếm Quyết có thể xếp hàng thứ tư. Người vận khí vậy quá tốt, lại có thể lấy được như thế nghịch thiên thần thông. Hiên Viên Mặc Tà khen ngợi không dứt. Không phải thuộc hạ vận khí tốt, là cung chủ đại nhân khí vận thông trời, hồng vận ngay đầu, đều là cung chủ phúc trạch, thuộc hạ sao dám giành công. Thiên Lang cung kính nói. Không sai, đều là của bổn tọa khí vận, bổn tọa thiên mệnh sở quy, phúc trạch thâm hậu, há là người ngoài có thể khinh nhờn. Hiên Viên Mặc Tà nắm chặt ngọc giản, ngửa mặt lên trời cười to, mi trái tim khói mù quét một cái sạch. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, lại có thể rơi xuống bổn tọa trên tay, cùng bổn tọa tu luyện thành công, và tinh đế hạo nhiên khí dung hợp, luyện thành 100.000 cầm tinh đế phi kiếm, chém chết chư thiên, chu diệt hết thảy địch, hùng phách thiên hạ, phi thăng thượng giới, trong tầm tay. Hiên Viên Mặc Tà con ngươi thần quang sáng chói, hiện ra vô thượng hùng đồ phách khí. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, cửa này hồng mông cổ pháp, đơn giản là hắn đo thân đặt tạo. Hắn tinh đế hạo nhiên khí, bản thân liền là coi trời bằng vung hơi thở, uy chấn hoàn vũ, lại phối hợp 100.000 thanh phi kiếm, lực sát thương lớn, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Chúc cung chủ thiên thu vạn đại, nhất thống thần quốc, thành lập vạn cổ nghiệp bá. Thiên Lang chắp tay chúc mừng, nội tâm nhưng là phức tạp vạn phần. Hắn rất muốn nói cho Hiên Viên Mặc Tà, cái này Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, là một thuốc chí mạng độc dược. Mạc Huyết Minh làm qua tay chân. Công pháp bên trong khẩu quyết, mặc dù toàn bộ là thật, nhưng thứ tự đã bị đánh loạn. Nếu như Hiên Viên Mặc Tà dám can đảm tu luyện, ắt phải toàn thân khí huyết nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng phải trọng thương. Đây là Mạc Huyết Minh âm mưu. Nguyên lai, Mạc Huyết Minh thu phục Thiên Lang, không chỉ là vì nằm vùng con cờ như thế đơn giản, hắn còn muốn trực tiếp muốn Hiên Viên Mặc Tà mệnh. Hắn làm rối loạn Chu Thiên Thần Kiếm Quyết tu luyện thứ tự, cũng âm thầm giao cho Thiên Lang, để cho hắn cống hiến cho Hiên Viên Mặc Tà. Hắn mục đích, chính là vì độc hại Hiên Viên Mặc Tà, để cho hắn nghịch luyện hồng mông cổ pháp, khí huyết điên đảo mà chết. Cái này âm mưu, thật sự là tàn nhẫn độc. Hơn nữa, vẫn sẽ không bị Hiên Viên Mặc Tà phát hiện. Bởi vì, Chu Thiên Thần Kiếm Quyết tu luyện khẩu quyết, toàn bộ là thật, chỉ là thứ tự điên đảo làm rối loạn mà thôi. Có thể giống vậy tu luyện. Báo. Lại là một người học trò đi tới. Chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt híp lại, chậm rãi hỏi. Lấy được Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, tâm tình hắn tốt lắm rất nhiều, chỉ cần luyện thành phương pháp này, lại phối hợp tinh đế hạo nhiên khí, hắn có lòng tin đem mất đi đồ, toàn bộ đoạt trở lại. Hồi bẩm cung chủ, vực ngoại có thiên địa dị bảo xuất thế. Đệ tử đáp. Cái gì thiên địa dị bảo? Hiên Viên Mặc Tà liền vội vàng hỏi. Là 33 thiên hồng mông chí bảo, kêu vân sấm đế Long Châu, bảo này là chư thiên long khí ngọn nguồn, nếu như đoạt được bảo này, liền có thể thống ngự chư thiên long tộc, trở thành vạn long đứng đầu. Mấy vị thái thượng trưởng lão đã đẩy tính ra bảo vật xuất thế tọa độ, ngay tại thần quốc và vực ngoại tiếp giáp chi địa, bất quá nơi đây và U Minh vùng biển không cùng, thuộc về vực ngoại địa giới. Chúng ta muốn không muốn phái người đi qua cướp đoạt, mời cung chủ chỉ thị. Đệ tử kia nói. 33 thiên hồng mông chí bảo, vân sấm đế Long Châu. Hiên Viên Mặc Tà tim giật mình. 33 thiên hồng mông chí bảo, giá trị không thể lường được, dõi mắt chư thiên vạn giới, vô cùng vũ trụ, tổng cộng chỉ có 33 kiện, đơn giản là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, đặc biệt chân quý. Nếu như có thể cướp đoạt đến hồng mông chí bảo, Thiên Đạo Cung kiêu căng, nhất định thật to hừng hực. Nhưng vấn đề là, cái này Vân Sấm Đế Long Châu,
ở vực ngoại xuất thế, đó không phải là thiên đạo cung địa bàn, nếu như đi qua cướp đoạt, có thể sẽ gặp vô cùng nguy hiểm, thậm chí sẽ bại lộ nhân quả, trêu chọc không cần thiết phiền toái. Hiên Viên Mặc Tả ánh mắt lóe lên, không ngừng cân nhắc. Cuối cùng, hắn trong mắt kiên quyết định, phân phó nói. Thiên Lang, ta sẽ cho ngươi thiên đạo cung đặc thù vật, để cho ngươi có tư cách bước vào vực ngoại, ngươi lại đi vực ngoại một chuyến, nghĩ biện pháp cướp lấy Vân Sấm Đế Long Châu. Thiên Lang tinh thông bí mật đi thuật, hơn nữa thiên đạo cung nội tình, phái hắn cướp đoạt Vân Sấm Đế Long Châu, nếu như vận khí tốt, nói không chừng thật có thể cướp đoạt lại. Nếu như vận khí không tốt, dựa vào tinh xảo bí mật đi thuật, hắn ít nhất có thể che giấu thân hình, sẽ không bại lộ thiên đạo cung nhân quả. Ừ, Thiên Lang cung kính đáp ứng, trong lòng không ngừng lướt qua đủ loại tâm tư. Hắn chẳng muốn làm phản đồ, nhưng Mạc Huyết Minh khống chế hắn, hắn vậy không có biện pháp. Nhưng nếu như, có thể cướp được Vân Sấm Đế Long Châu mà nói, dựa vào 33 thiên hồng mông chí bảo uy áp, có lẽ có thể tiêu trừ đầu óc dấu vết, thoát khỏi Mạc Huyết Minh khống chế. Đây là hắn cơ hội. Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi. Thương nghị xong, Hiên Viên Mặc Tà phất phất tay, hắn cần nghỉ ngơi. Ừ, Thiên Lang đang muốn rời đi, bỗng nhiên đệ tử kia nói, cung chủ đại nhân, đệ tử còn có việc muốn bẩm báo. Còn có chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà nhíu mày một cái. Cung chủ đại nhân, vậy Thanh Thị Trúc Long thoát khốn sau đó, cũng đi vực ngoại, đại sát tứ phương, dính liền cả người máu nghiệt, cũng đạt được Thất Sát Ma Tông mời, thành Thất Sát Ma Tông hộ pháp. Cung chủ nếu như phái người đi vực ngoại đoạt bảo, xin nhất định phải chú ý người này, còn có sau lưng hắn Thất Sát Ma Tông. Đệ tử kia nói, Thanh Thị Trúc Long đi vực ngoại. Hiên Viên Mặc Tà cau mày, trước hắn thả ra Thanh Thị Trúc Long, coi như là phạm vào thiên đại nhân quả tội nghiệt, thật to tổn hại thiên đạo cung khí vận. Hiện tại Thanh Thị Trúc Long trở lại vực ngoại, lạm giết bốn phương, hắn thiên đạo cung cũng không quản được, sợ rằng sau lưng nhân quả tội nghiệt, càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Thôi, trước không cần phải để ý đến Thanh Thị Trúc Long, Thiên Lang, theo kế hoạch làm việc. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng quyết định, lúc này thiên đạo cung cần phải giải quyết phiền toái, thật sự là quá nhiều, một cái Thanh Thị Trúc Long, cũng không quản được nhiều như vậy. Ừ, Thiên Lang xoay người rời đi, thân thể như bóng đen, rất nhanh ẩn nhập trong hư không, không thấy tung tích. Vực ngoại, một tòa âm u phủ đệ. Từng mảnh đền, khí thế hung ác, giống như một phiến ma cung, từ địa ngục hiện lên, sừng sững ở giữa trời đất. Ánh ban mai chói lọi, nhưng từng tia ánh mặt trời, rơi vào cái này phiến trong cung điện, nhưng lộ vẻ được vô cùng u ám, hiện ra sát khí ngút trời. Nơi đây, là Thất Sát Ma Tông một cái đường khẩu. Mà Thất Sát Ma Tông, là vực ngoại một cái tông môn, ở nơi này một mảnh giới, có cực mạnh thế lực. Từng cái bái phục đao mang kiếm đệ tử, ở trong cung điện tuần tra. Ở cung điện chỗ sâu, có một cái thanh bào người, trán dài hai cây long sừng, đang ngồi ngay ngắn ở một tấm màu vàng đại y trên. Hắn cả người yêu khí tràn ngập, cuồn cuộn hung uy hơi thở, không ngừng cổn đáng vang dội, từng mảnh ma đạo phù văn, ở trước mặt hắn đan vào. Hắn hơi thở, cực kỳ kinh người. Trong mắt mở ra gian, như có huy hoàng tinh nguyệt luân chuyển, khí thế bất phàm. Người này, chính là Thanh Thị Trúc Long. Hắn lúc này, thành Thất Sát Ma Tông hộ pháp. Sư tôn, ta sư tôn xuất thế. Thanh Thị Trúc Long đột nhiên mở to mắt mâu, cả người hơi thở ầm ầm tự minh, như sấm vậy chấn động. Cửu U Hổ. Hắn cảm nhận được liền Cửu U Hổ hơi thở. Ở thời đại thượng cổ, Cửu U Hổ ngang dọc bãi hạp, hùng bá vực ngoại, cái gọi là thượng cổ thập hung, đều là Cửu U Hổ cử xuống đệ tử. Thanh Thị Trúc Long nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, ai cũng xem thường, nhưng hết lần này tới lần khác tôn kính nhất Cửu U Hổ, bởi vì Cửu U Hổ là sư tôn của hắn, hắn cả người sở học, tất cả đều là Cửu U Hổ truyền thụ cho. Ai, rốt cuộc là ai, nhốt ta sư tôn? Thanh Thị Trúc Long mái tóc dài tung bay, mỗi một cái sợi tóc cũng bùng nổ ma hi, hiện ra vô cùng tức giận uy nghiêm. Hắn mơ hồ tới giữa, bắt được từng tia thiên cơ số mạng. Sư tôn của hắn Cửu U Hổ, bị người nhốt ở một cái cổ dương bên trong, tối tăm không mặt trời, không thấy được bất kỳ hy vọng chạy thoát. Sư tôn, ngươi chịu khổ, đệ tử thề, nhất định sẽ cứu vãn ngươi đi ra.
Thanh thị Trúc Long cắn răng nghiến lợi, trong mắt căm hận sắp nứt, rất muốn lập tức rời đi vực ngoại, đi tìm cửu u hổ tung tích. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cũng không thể thoát thân. Trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo, chư thiên long khí ngọn nguồn, vân sấm đế long châu, sắp muốn xuất thế. Này loại bảo vật, hắn có thể không muốn bỏ qua. Báo. Một cái thất sát ma tông đệ tử đi tới. Tra được vân sấm đế long châu tin tức sao? Thanh thị Trúc Long ngồi ngay ngắn ở kim trên ghế, giọng uy nghiêm. Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, tra được, ở diệt ma thành đế tuấn dừng trúc. Đệ tử kia không dám thở ơ, hoảng vội trả lời. Rất tốt. Thanh thị Trúc Long nắm chặt quả đấm, chỉ cần cướp được vân sấm đế long châu, hắn thực lực, tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Già thiên ma đế đâu? Tên kia tung tích, tra được chưa? Thanh thị Trúc Long lại hỏi. Tạm thời còn không có, mời hộ pháp đại nhân thứ lỗi. Đệ tử kia cúi đầu nói. Ha ha, lần này vân sấm đế long châu xuất thế, hắn và máu kia long, tuyệt đối muốn đi trước, chúng ta há miệng chờ sung dụng là được. Thanh thị Trúc Long ánh mắt vững chắc, từng luồng ma hi ở đền bên trong tràn ngập. Tên này luyện hóa đan hoàng ao, thực lực tăng vọt, thật may bị ta đả thương, muốn đến vậy lật không dậy nổi cái gì sóng, chỉ cần hắn dám đến, nhất định kêu hắn bằng thây vạn đoạn. Đan hoàng ao, là thất sát ma tông một nơi linh ao, hàm chứa đặc biệt đậm đà thiên địa tinh hoa. Trước chút thời gian, Thanh thị Trúc Long vốn là muốn luyện hóa đan hoàng ao, tăng lên thực lực. Nhưng không nghĩ tới, lại có thể bị già thiên ma đế nhanh chân giành trước. Già thiên ma đế hấp thu đan hoàng ao năng lượng, thực lực từ thiên thần cảnh 7 tầng thiên, thăng cấp tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, mượn nữa giúp một ít lá bài tẩy, đủ và Thanh thị Trúc Long chiến đấu. Chỉ tiếc, ở đan hoàng ao tranh đoạt chiến bên trong, hắn bị Thanh thị Trúc Long đả thương, kế tiếp vân sấm đế long châu cướp đoạt, hắn sợ rằng không chiếm được tốt gì chỗ. Diệt ma thành, vân sấm đế long châu sắp muốn xuất thế địa phương. Ngoại ô, một tòa hoang vu sơn thôn nhỏ. Một đạo áo bào đen bóng người, ngồi xếp bằng ở một gian đơn sơ trong phòng, hắn cả người ma khí cuồn cuộn, vô tận ma hy ngưng luyện, hóa thành cổ xưa phù văn, không ngừng xen lẫn xuyên qua, hiện ra hào hùng uy nghiêm. Chỉ là, hắn sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ bị tổn thương. Vô Trần ca ca, uống thuốc đi. Một cô gái bưng một chén thuốc canh, chậm rãi đi vào. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, xinh được xinh đẹp thanh thuần, cả người thuần màu sắc áo quần, hạt bụi nhỏ không dính. Ở thiếu nữ trên mình, trong phảng phất có từng luồng mưa bụi sương mù, không ngừng tràn ngập ra. Nhìn kỹ lại, vậy từng luồng mưa bụi sương mù, lại có thể mang theo nồng nặc hồng mông hơi thở. Ao dao muội muội, cảm ơn ngươi. Áo bào đen nam tử nhận lấy chén, ngưỡng hầu uống thuốc canh, sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút đỏ thắm. Vô Trần ca ca, người sắc mặt tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi nữa mấy ngày, hẳn có thể hoàn toàn bình phục. Thiếu nữ mỉm cười, trong mắt đốm nhỏ lập lòe, mang một chút yêu mộ. Cảm ơn. Áo bào đen nam tử lần nữa nói cảm ơn, buông xuống chén thuốc. Không cần khách khí, Vô Trần ca ca, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thiếu nữ thu hồi chén, xoay người rời đi. Áo bào đen nam tử ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, cuồn cuộn mênh mông ma uy, từ trên người hắn tản mát ra, cả tòa gian phòng đều ở đây chấn động, nếu như không phải là hắn tận lực thu liễm hơi thở, uy nghiêm của hắn, sợ rằng phải nghiền nát gian phòng, nghiền nát toàn bộ thôn trang, vọt tới bầu trời. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Người đàn ông áo bào đen hơi thở, lại có thể đạt tới thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Ma đế tiền bối, người thương thế như thế nào? Một người mặc long văn chiến giáp nam tử, sải bước đi vào trong phòng. Không sao, nghỉ ngơi nữa mấy ngày thì không có sao. Áo bào đen nam tử chậm rãi nói. Nhưng vân sấm đế long châu, tối nay thì phải xuất thế, chúng ta làm thế nào? Long văn nam tử cau mày nói. Cái này áo bào đen nam tử, dĩ nhiên chính là già thiên ma đế. Mà long văn nam tử, chính là hóa thành thân người huyết long. Hai người sóng vai đi tới vực ngoại lịch luyện, trước đây không lâu, già thiên ma đế luyện hóa đan hoàng ao, thực lực tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 8 trời, nhưng tiếc là bị Thanh thị Trúc Long đả thương, cần thời gian chữa thương. Mà huyết long,
mặc dù còn không có gặp phải cơ duyên, nhưng hắn cảm thấy mình tạo hóa, sắp hạ xuống. Nếu như không có đoán sai, tối nay xuất thế Vân Sấm Đế Long Châu, chính là hắn cơ duyên tạo hóa. Trước đây, hắn cắn nuốt một đầu vực ngoại ma long, lấy được rất nhiều trí nhớ. Mà những cái kia trong ký ức, ẩn giấu bí mật lớn nhất, chính là Vân Sấm Đế Long Châu. Nếu như có thể luyện hóa Vân Sấm Đế Long Châu, huyết long có thể khẳng định, mình nhất định có thể lột xác. Vân Sấm Đế Long Châu xuất thế tin tức, đã truyền khắp vực ngoại. Tối nay, nhất định có vô số thế lực, muốn cướp đoạt. Nếu như một thân một mình, huyết long không có phần thắng. Chỉ có dựa vào Già Thiên Ma Đế tương trợ, mới có thể đoạt bảo thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác, Già Thiên Ma Đế thương thế còn không có hết bệnh, nếu như tùy tiện đi, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Chúng ta tới vực ngoại lịch luyện, nếu như không cầm ít đồ trở về, chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Cái này Vân Sấm Đế Long Châu tối nay xuất thế, vậy chúng ta tối nay đi ngay cướp đoạt. Già Thiên Ma Đế trong lòng có quyết định. Nhưng mà, người tổn thương, huyết long trần chờ. Một chút thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, ao giao con bé này chiếu cố được ta rất tốt. Già Thiên Ma Đế tư thái phóng khoáng, tựa hồ không đem sanh tử đặt ở bên trong mắt. Vậy thì tốt. Huyết long gật đầu một cái, hơi yên lòng. Xem Già Thiên Ma Đế hơi thở cuồn cuộn hình dáng, đích xác là không có gì đáng ngại, chỉ cần tốc chiến tốc thắng, vẫn là có rất lớn cơ hội, cướp được Vân Sấm Đế Long Châu. Dẫu sao, huyết long dựa vào đầu óc trí nhớ, có thể tinh chuẩn phong tỏa Vân Sấm Đế Long Châu vị trí, mau người một bước, nhanh chân giành trước, chỉ cần tốc độ khá nhanh, tuyệt đối có thể thuận lợi đoạt bảo rời đi. Cái đó gọi Vũ Ao Giao tiểu muội muội, không biết là lai lịch gì, trên mình mưa bụi tràn ngập, lại có hồng mông hơi thở. Huyết long âm thầm nghi ngờ. Già Thiên Ma Đế dùng tên giả vắng vẻ vô trần, mang hắn đi tới vực ngoại lịch luyện, trước đây không lâu vì cướp đoạt đan hoàng ao, bị Thanh Thị Trúc Long đả thương, trốn rơi vào cái này hoang thôn. Trong thôn những người khác, thấy hai người trang phục cổ quái, cũng không dám cứu viện, sợ rước họa vào thân. Chỉ có cái đó gọi Vũ Ao Giao thiếu nữ, thiện tim nhân ý, không để ý người ngoài ánh mắt, cứu viện hai người. Ở Vũ Ao Giao chăm sóc hạ, Già Thiên Ma Đế thương thế vậy khôi phục rất nhiều. Nàng thân thế, tuyệt đối không đơn giản, vậy hồng mông mưa bụi hơi thở, phảng phất là trời xanh, cảnh giới tu vi đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước, nàng nếu như có thể nắm giữ, tuyệt đối muốn nghịch thiên, đáng tiếc thiên cơ che đậy, ta không nhìn thấu sau lưng nhân quả. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái. Nếu như chủ nhân ta ở chỗ này, hắn có thể hay không nhìn thấu? Huyết Long hỏi. Diệp Thần thằng nhóc kia. Ha ha, hắn luyện thiên ma động minh nhãn, có thể thấy rõ thiên cơ số mạng, chỉ cần hắn mở một cái mắt, cái gì thiên cơ sương mù dày đặc cũng không gạt được hắn. Già Thiên Ma Đế cười một tiếng. Đáng tiếc chủ nhân không có ở đây. Huyết Long nhún vai một cái. Tốt lắm. Chúng ta trên người nhân quả, đã quá nhiều, không muốn lại dính quá mức hơi thở, cùng tối nay màn đêm buông xuống, chúng ta lập tức rời đi. Già Thiên Ma Đế ánh mắt kiên quyết, nhưng hồi tưởng lại những ngày qua, thiếu nữ dốc lòng chăm sóc, hắn nội tâm lại có thể nổi lên một chút rung động. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn Già Thiên Ma Đế, người thế nào, thế gian cơ hồ không có có thể dung chuyển hắn tâm thần đồ. Coi như là nghịch thiên cường giả. Coi như là thượng giới tôn tộc, hắn cũng nhìn bằng nửa con mắt coi thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, một cái như vậy thanh thông thiếu nữ, nhưng nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Cái đó gọi Vũ Ao Giao thiếu nữ, hơi thở đặc biệt, hồng mông trời xanh, mưa bụi mê huyễn, làm người ta không đoán ra. Già Thiên Ma Đế hít sâu một hơi, từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, hắn biết mình tối nay, phải rời đi, nếu không lại cư lưu nơi đây. Tất nhiên chọc tới cả người nhân quả, có thiên đại phiền toái. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Hoang thôn bên trong, khói bếp lượn lờ, tất cả nhà các nhà cũng chuẩn bị cơm tối. Vô Trần ca ca, các ngươi lại đợi một chút, cơm món ăn ngựa thượng hạng. Vũ Ao Giao một mình ở trong bếp sau vội vàng. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long ngồi ở trong phòng, nhìn nhau gật đầu, không mang theo chút nào tiếng thở. Xoay người ra cửa. Ở trước khi rời đi, Già Thiên Ma Đế để lại một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ bên trong,
cất vô số linh thạch, vô số đan dược, giá trị không rẻ. Hắn giả thiên ma đế, cả đời không nợ ân huệ, lưu lại những thứ này, coi như là báo đáp thiếu nữ chiếu cố, chấm dứt nhân quả, chém cắt hết thảy liên lạc. Rất nhanh, hai người đi ra hoang thôn, bước vào diệt ma thành. Vào ngoại ô sơn thôn vắng lặng so sánh, diệt ma thành nhưng là một phiến sầm uất. Một ly ly ánh đèn, chiếu sáng cả tòa thành trì. Trên đường phố, người đi đường như dệt cửi, tất cả mọi người đều nghị luận, tối nay Vân Sấm Đế Long Châu xuất thế sự việc. Vân Sấm Đế Long Châu, tối nay đem ở thành Bắc Đế Tuấn Dừng Trúc xuất thế. Nhưng mà, ở diệt ma trong thành, nghị luận người nhiều, dám đi đoạt bảo người, nhưng đặc biệt chi thiếu. Bởi vì Vân Sấm Đế Long Châu, là trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông chí bảo, bảo này xuất thế, tất nhiên khác thường thú bảo vệ, muốn cướp lấy, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Xuy xuy xuy, từng đạo phi kiếm ánh sáng, như sao rơi phá không mà qua, hướng Đế Tuấn Rừng Trúc chạy tới. Người địa phương không dám đi, nhưng ngoại giới rất nhiều thế lực, vô số ánh mắt thèm thuồng, tối nay nhất định là cái đêm không ngủ. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long nhìn nhau, thu liễm hơi thở, đi bộ hướng Đế Tuấn Rừng Trúc chạy tới. Rất nhanh, hai người đi tới liền trong rừng trúc. Đúng phiến Đế Tuấn Rừng Trúc, diện tích lớn vô cùng, chu vi chừng trên trăm dặm, thổ nhưỡng phì nhiêu, cất giấu rất nhiều luyện khí tinh quáng, linh khí nồng nặc tràn ngập, trên mặt đất sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, toàn bộ rừng trúc u hoàng lay động, lá ảnh tốc tốc, một phiến yên tĩnh. Mà đây phiến yên tĩnh, cũng rất mau bị đánh vỡ. Từng đạo bóng người, gào thét hạ xuống xuống, đạo đạo thần mang tách thả ra, thụy hà hừng hực, có rất nhiều hơn khí tức cường đại, tới dồn dập. Rất nhiều cường giả, tiến vào Đế Tuấn Rừng Trúc sau đó, liền chia nhau tìm, muốn trước thời hạn tìm Vân Sấm Đế Long Châu tung tích. Đế Tuấn Rừng Trúc quá lớn, hơn nữa thiên cơ sương mù dày đặc, muốn tìm được Đế Long Châu, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều cường giả đều ở đây thử nghiệm, muốn đuổi ở trước mặt người khác, cướp được Đế Long Châu. Huyết Long, Đế Long Châu ở nơi nào? Già Thiên Ma Đế hỏi. Hiện tại Đế Long Châu còn không có hoàn toàn xuất thế, chỉ cần hai người trước thời hạn tìm được, liền có thể tránh khỏi chiến đấu, trực tiếp đoạt bảo rời đi. Hẳn là cái phương hướng này. Huyết Long ngưng thần cảm ứng, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, chậm rãi đi về phía trước. Mà Già Thiên Ma Đế, thì đi theo hắn phía sau. Một đường gió êm sóng lặng, hai người không có gặp phải chút nào nguy hiểm, đi thẳng tới Đế Tuấn sâu trong rừng trúc. Nơi này không có chút nào dấu vết người, chỉ có ánh trăng phô tán, an tĩnh đến đáng sợ. Một cái to lớn kẽ hở, xuất hiện ở Già Thiên Ma Đế và Huyết Long dưới chân. Điều này kẽ hở, lỗ hổng dấu vết đặc biệt bình đủ, rõ ràng không phải thiên nhiên tạo thành, mà là có đại năng ra tay, một kiếm đem mặt đất chém ra. Kẽ hở phía dưới, hắc vụ tràn ngập, thiên cơ che đậy, đen nhánh một phiến. Già Thiên Ma Đế và Huyết Long đứng tại chỗ may bên bờ, nhìn xuống đi xuống, cái gì vậy không thấy được. Hẳn là nơi này. Huyết Long mở to hai mắt, mặc dù cái gì vậy không thấy được, nhưng trong sâu thẳm, hắn cảm ứng được một chút mênh mông hơi thở, và hắn trong trí nhớ hình ảnh, lẫn nhau phù hợp trước. Phá! Già Thiên Ma Đế bàn tay chấn áp, đạo đạo ma hy tách thả ra, ngưng luyện thành một cái cầm phi đao, như châu chấu bay vậy chém đánh tiếp. Xuy xuy xuy. Nhất thời, kẽ hở bên trong sương mù dày đặc, toàn bộ bị ma khí phi đao chém ra. Ở ánh trăng chiếu xuống, hai người thấy rõ, ở sâu dưới lòng đất, tạp một viên oánh bạch châu tử. Hạt châu kia phía trên, khắc các loại bay vân sấm sét phù văn, chung quanh còn có rất nhiều long văn, tràn ra từng tia cổ xưa hồng mông hơi thở. Đây chính là Vân Sấm Đế Long Châu. Già Thiên Ma Đế ánh mắt lóe lên, hạt châu này, không có gì khí thế kinh thiên động địa, nhưng thấm lộ ra từng tia hồng mông hơi thở, nhưng trương hiện ra siêu phàm phẩm chất. Hiển nhiên, đây là 33 thiên hồng mông chí bảo, mặc dù hơi thở còn không có hoàn toàn hiển lộ, nhưng đã có uy nghiêm cổ xưa. Không sai, đây chính là Đế Long Châu, ta cảm ứng được đậm đà long khí chập chờn. Hạt châu này là chư thiên long khí ngọn nguồn, nếu như ta có thể luyện hóa, nhất định có thể lột xác. Huyết Long mặt đầy mừng rỡ. Chư thiên long tộc hơi thở ngọn nguồn,
chính là viên này Vân Sấm Đế Long Châu. Hạt châu này, là Long tộc tổ nguyên. Chỉ cần luyện hóa, là có thể nắm giữ tổ long nguyên khí, trở thành vạn long đứng đầu, hùng phách thiên hạ. Tốt lắm, thừa dịp còn không có người phát hiện, chúng ta nhanh lên một chút cầm hạt châu cướp ra. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, huyết long thể chất rất đặc thù, không có người nào so hắn thích hợp hơn luyện hóa đế long châu. Lập tức Già Thiên Ma Đế vung tay lên, vô số hắc khí cổn đáng, ngưng luyện thành một cái âm lệ móng vuốt, hung hăng giỏ xuống đất may, hướng đế long châu bắt đi. Hống! Đột nhiên, một hồi trầm thấp hồ tiếng gào, từ dưới lòng đất vang lên. Từng tia quỷ dị yêu khí chập chờn, không ngừng mãnh liệt sôi trào. Đây là, thượng cổ đại hung hơi thở. Già Thiên Ma Đế ánh mắt co rúm một cái. Hắn mới vừa dò đi xuống ma chảo, đều bị yêu khí nghiền nát. Hạ một sát, hồng quang sáng chói, chín cái ngọn lửa vậy hồ đuôi, ùng ùng từ kẽ hở bên trong giết ra, như chín cái mãi mãi ma liên, hung hăng đánh chết tới. Là chín đuôi hỏa hồ. Già Thiên Ma Đế nhìn cái này chín cái ngọn lửa hồ đuôi, tay phải vội vàng vung lên. Một đạo thất luyện tựa như ma ý, khó khăn lắm ngăn trở chín cái lửa đuôi tập sát. Chín đuôi hỏa hồ, nó không phải là bị trấn áp tại bay giao nơi chôn cất sao? Tại sao lại ở chỗ này? Huyết long vậy liên tiếp lui về phía sau, né tránh hồ đuôi yêu hỏa công kích. Ngao! Đi đôi với một tiếng chấn thiên giống to, một đầu thân thể lớn như núi nhạc, kéo chín cái đuôi hồ yêu, liền từ kẽ hở bên trong chui ra. Đầu này hồ yêu! Thân hình chân thực quá to lớn, hơi thở chân thực quá hung hãn, người đứng ở trước mặt nó, theo một con kiến kém không nhiều. Trên người của nó, từng luồng hồng quang như trời lửa vậy lóng lánh, vô số màu đỏ thẫm yêu khí, diễn hóa thành từng đạo ác liệt lửa trời phù văn, quanh quẩn nó nguy nga vô cùng thân thể, không ngừng lượn quanh chuyển. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc, chung quanh cây trúc, ở hồ yêu hơi thở nghiền ép hạ, rối rít nổ tung. Vô số lá trúc phân bay, ở dưới ánh trăng hóa thành một tràng bay vũ, tình cảnh úy như vậy nguy nga. Già Thiên Ma Đế và huyết long vai sóng vai đứng chung một chỗ, sắc mặt đều là ngưng trọng. Chín đuôi hỏa hồ, thượng cổ một trong thập đại hung thú, bị trấn áp tại bay giao đại đế mộ trong phủ mặt. Mà bay giao đại đế, là thần quốc thượng cổ thất đại thần đế một trong, cũng là duy nhất nữ đế. Hai người nhưng là không nghĩ tới. Chín đuôi hỏa hồ lại có thể từ bay giao nơi chôn cất bên trong chạy ra, còn xuất hiện ở chỗ này. Đầu này hồ yêu, tựa hồ đánh mất linh trí. Già Thiên Ma Đế ngưng thần xem kỹ xem, phát hiện chín đuôi hỏa hồ hơi thở tuy mạnh lớn, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng trong tròng mắt không có trí khôn ánh sáng, chỉ có vô tận thú niệm, yêu khí, hung ác, hoàn toàn một con yêu thú. Phải biết, thượng cổ thập đại hung thú. Người người cũng tu luyện ra linh trí, có cao vô cùng trí khôn, có thể ở thiên ma trong tộc làm đại thống lĩnh, chấp trưởng triệu ma quân. Xem thanh thị trúc long, trí khôn liền cực cao, lòng dạ ác độc. Nhưng cái này đầu chín đuôi hỏa hồ, tựa hồ mất đi linh trí, thành một đầu chỉ biết giết hại yêu thú. Ta ở trên người nó, cảm ứng được đế long châu hơi thở. Huyết long ánh mắt quét nhìn, từ chín đuôi hỏa hồ huyết mạch bên trong. Bắt được một chút cổ xưa hồng mông hơi thở. Đây là Vân Sấm Đế Long Châu hơi thở. Xem ra, hồ yêu ca hấp thu Đế Long Châu linh khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng nó huyết mạch, không thể và ngươi so sánh, không chịu nổi hồng mông bảo khí nghiền ép, trực tiếp mất đi linh trí. Già Thiên Ma Đế suy đoán. Thượng cổ thập hung, bị vô tận 5 tháng trấn áp, thực lực giảm bớt nhiều, nhưng chín đuôi hỏa hồ thực lực, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên. Đặc biệt khủng bố, tựa hồ không có bị trấn áp ảnh hưởng. Hiển nhiên, nó hấp thu Vân Sấm Đế Long Châu linh khí, tu vi tăng vọt, nhưng vậy trả giá to lớn giá phải trả. Nó huyết mạch, gặp phải hồng mông bảo khí cắn trả, hoàn toàn mất linh trí. Ngao! Chín đuôi hỏa hồ ngửa mặt lên trời chấn động hống, từng luồng sương mù vậy hồng quang, ở trên người nó không ngừng cổn đáng, sau đó lại vọt tới bầu trời, đem mặt trăng nhuộm thành liền một phiến đỏ tươi. Hoàn toàn mất đi linh trí, lúc này chín đuôi hỏa hồ, thành chân chính nhân gian hung khí, há mồm phun một cái, vô tận yêu khí ngưng luyện, lại có thể hóa thành một cái yêu khí đánh, hung hăng hướng Già Thiên Ma Đế và huyết long nổ tới. Chú ý! Già Thiên Ma Đế bàn tay nặn quyết,
từng luồng ma khí mãnh liệt, hóa thành một mặt to lớn ma thuẫn, ngăn cản ở trước mặt. Phịch, kinh khủng yêu khí đánh, hung hăng nổ ở ma trên lá chắn, toàn bộ ma thuẫn đều bị rung chuyển, xuất hiện từng tia kẽ hở. Mà chung quanh mặt đất, gặp phải yêu khí đánh dư âm đánh vào, nhất thời đất đá lật bay, trúc cây gãy nhào, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Nơi này kinh thiên chấn động, vậy truyền khắp toàn bộ đế tuấn rừng trúc. Vô số thế lực, vô số cường giả, dừng chân dừng bước, nhìn sâu trong rừng trúc chập chờn. Đây là, chín đuôi hỏa hồ hơi thở. Thượng cổ đại chiến hạ màn, chín đuôi hỏa hồ bị hàng phục trấn áp, khốn tại bay giao nơi chôn cất bên trong, làm sao sẽ chạy đến nơi này. Này yêu xuất thế, không biết và đế Long Châu có quan hệ thế nào. Đi, đi nhanh xem. Rất nhiều cường giả kinh nghi bất định, nhanh chóng chạy tới sâu trong rừng trúc, phải đi tìm tòi kết quả. Ma đế tiền bối, người ngoài muốn xông vào. Huyết Long sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở. Nếu như người ngoài xông tới, bọn họ muốn cướp lấy đế Long Châu, liền khó hơn lên trời. Trấn áp này yêu, tốc chiến tốc thắng, cướp đoạt đế Long Châu. Già thiên ma đế trong lòng quyết định, trong mắt xông ra từng luồng ma khí, cuộn sạch cái này phiến thiên vũ, để cho bốn phương rừng trúc rung, vô số hắc vụ cổn đáng. Hắn chuẩn bị ra tay. Mặc dù chín đuôi hỏa hồ đạt tới thiên thần cảnh 7 tầng thiên, nhưng hắn luyện hóa đan hoàng ao sau đó, đã tấn thăng đến thiên thần cảnh tầng 8 trời, so chín đuôi hỏa hồ còn lợi hại hơn. Ma đế tiền bối, người thương thế. Huyết Long lại có điểm lo âu, tuy nói giả thiên ma đế thực lực cường hãn, nhưng dẫu sao bị thương trong người, không thể xuất thủ. Không sao, ta có 3 lần xuất thủ cơ hội. Giả thiên ma đế rất biết mình tình trạng, bị thương dưới. Hắn tối đa có thể ra tay 3 lần, chỉ phải bảo đảm ở cái phạm vi này, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như ra tay vượt qua 3 lần, liền sẽ làm động tới thương thế, lưu lại không cách nào vãn hồi hậu di chứng. Suy suy suy, vô tận ma khí cổn đáng, hóa thành một đạo thẳng tắp như khói báo động cột khói, vọt tới bầu trời, che trời tế tháng, thiên địa bát hoang một phiến đen nhánh. Khói báo động ma đao, chém. Già thiên ma đế nghiêm túc quát một tiếng, bàn tay vung lên, đầy trời khói báo động hóa thành một cái đổ sộ đao, mang bén hơi thở, hung hăng chém xuống. Cái này khói báo động ma đao, là hắn từ một môn kêu trời ma sói khói nhận hồng mông cổ pháp bên trong, lĩnh ngộ được thần thông. Hắn nhiều năm xông xáo, đã gặp hồng mông cổ pháp quả thực không thiếu, chỉ là bởi vì tự thân ma nghiệt quá nặng, không thích hợp tu luyện, nhưng dựa vào thông minh thiên tư. Hắn vẫn là lĩnh ngộ ra liền rất nhiều độc môn thần thông, đều có hồng mông cổ pháp bóng dáng. Cái này một cái khói báo động ma đao chém đánh tiếp, nhất thời thiết ngựa băng hà, thiên quân vạn mã, cùng chung xung phong sông trận, vô tận khói báo động khói lửa hơi thở, ngút trời lên, có binh ra sát phạt đại khí phách. Chín đuôi hỏa hồ biết lợi hại, lập tức không dám thở ơ, cả người yêu khí mãnh liệt, lại còn tràn ra từng tia vân sấm ngày trời, há mồm phun một cái, hưu một tiếng. Liền phun ra một viên lớn vô cùng yêu khí đánh. Viên này yêu khí đánh, nhưng mang các loại bay vân thiên lôi phủ văn, có hồng mông hơi thở. Hiển nhiên, chín đuôi hỏa hồ đem đế Long Châu hơi thở, dung nhập vào tự thân thần thông bên trong, yêu khí uy lực của đạn thật to tăng lên. Hạ một sát, giả thiên ma đế khói báo động ma đao, hung hăng chém ở chín đuôi hỏa hồ yêu khí đánh trên. Động trời nổ, nhất thời mãnh liệt lan tràn. Vô số khói báo động cùng yêu hỏa, không ngừng va chạm tiêu trừ, một phiến khu rừng trúc bị nghiền thành phế tích. Đang nổ dưới sự xung kích, giả thiên ma đế thân thể không nhúc nhích, như vực sâu đình nhạc trì. Mà chín đuôi hỏa hồ, nhưng chật vật chấn động lui ra. Cái này một tí giao phong, cao thấp liền phán. Chín đuôi hỏa hồ tuy hung hãn, nhưng cùng giả thiên ma đế so sánh, dẫu sao kém một nước, nhất thời bị chấn thương. Hống. Bị thương dưới, chín đuôi hỏa hồ phát ra trầm thấp gầm to, vành mắt hết sức nứt ra. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, mau rời đi, ta không bị thương tính mạng ngươi. Già thiên ma đế đứng chắp tay, hắn ngược lại không phải là nhân từ, mà là bị thương dưới, chỉ có 3 lần lấy điện thoại ra sẽ, không thể tùy tiện vận dụng. Chín đuôi hỏa hồ 4 chân nắm mặt đất, thân thể run run, nhưng không bỏ đi được. Dẫu sao? Vân sấm đế Long Châu liền ở chỗ này,
nó hàng năm dựa vào đế long châu hơi thở bồi bổ, nếu như rời đi, mất đi nguồn năng lượng, tổn thất lớn vô cùng. Hồ đồ ngu xuẩn. Một bên huyết long, đột nhiên phát ra lanh lảnh long ngâm, bàn tay vung lên, một phiến phiến vảy rồng nổ ra, hóa thành một cái thiên long móng to, hung hăng hướng chín đuôi hỏa hồ đánh tới. Chín đuôi hỏa hồ bị thương yếu ớt, lại không thể ngăn cản. Phịch! Nhất thời, huyết long hung hăng một móng vuốt, ở chín đuôi hỏa hồ trên mình đánh ra một cái to lớn dấu móng tay, da lông phân bay, máu thịt sụp đổ, đặc biệt dữ tợn. Chiêm chiếp! Chín đuôi hỏa hồ phát ra rên rỉ, rũ đầu, nhanh chóng xoay người chạy trốn đi, cũng không dám lưu lại nữa. Mau, thu lấy đế long châu. Già thiên ma đế cũng không đuổi giết, thúc giục huyết long một tiếng. Chung quanh tiếng bước chân không ngừng truyền tới, rất nhiều cường giả sắp hạ xuống, bọn họ không thời gian. Được. Huyết long cũng biết thời gian gấp, móng vuốt phung lên, dò được kẽ hở bên trong đi, nắm thật chặt đế long châu. Suy suy suy. Đế long châu phía trên, vô số bay vân đồ đằng, thiên lôi điêu khắc, không ngừng chấn động, truyền ra từng cơn nóng rực hồng mông bảo khí, hung hăng đánh thẳng vào huyết long móng vuốt. Đáng chết. Huyết long không cầm nổi, buông lỏng tay, nâng lên vừa thấy, móng tay tim một phiến nám đen, nhưng là bị vân sấm đế long châu bảo khí đả thương. Cẩn thận một chút, hạt châu này không tốt thu phục. Già thiên ma đế nói. Ừ. Huyết long ngưng trọng gật đầu một cái, móng vuốt lại lần nữa dò hạ. Lần này, hắn cẩn thận rất nhiều. Long chảo bên trên, tràn ra từng tia huyết quang, cấu trúc thành một tầng bảo vệ huyết tinh. Lần nữa chụp vào đế long châu. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đế long châu bùng nổ động trời sấm sét cổ âm, bất đồng huyết long thu lấy, trực tiếp xông lên bay ra, bay đến bầu trời, toát ra vạn trượng lôi quang đám mây, như một vòng mặt trời vậy, tràn ra cuồn cuộn trói lọi. Vân sấm đế long châu xuất thế. Đế tuấn trúc trong rừng, vô số cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, khi thấy viên kia giống như nhật nguyệt vậy sáng chói hạt châu. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Vào giờ khắc này, vân sấm đế long châu rốt cuộc xuất thế. Khoáng đạt bảo quang, ùn ùn kéo đến. Từng tia hồng mông phù văn, như anh lạc vẫy lan tràn, lại ngay tức thì bày khắp toàn bộ bầu trời đêm. Tinh nguyệt trói lọi tối tăm chìm xuống, bị đế long châu ánh sáng che giấu, từng tiếng long ngâm, từng cái thiên long, từ đế long châu phía trên nổi lên, vô số sấm sét bay vân khí tượng, không ngừng chào đáng trước. Rung động người tâm thần. Đáng chết, chậm một bước. Huyết long ngưng nhìn bầu trời, tràn đầy căm hận tiếc nuối. Nếu như hắn ra tay mau hơn chút nữa, là có thể đuổi ở đế long châu xuất thế trước, đem chi thu phục. Người bên ngoài xông vào, chúng ta trước ẩn núp. Già thiên ma đế nhưng là chấn định, cả người ma khí bảy thành công bình phong che chở, và nửa đêm hòa làm một thể, mang huyết long ẩn nặc. Hiện tại đế long châu xuất thế, nhất định sẽ đưa tới kinh thiên đại chiến, già thiên ma đế chỉ còn lại hai lần lấy điện thoại ra sẽ, tuyệt không thể làm vô vị chiến đấu. Hắn muốn núp trong bóng tối, yên tĩnh xem ngao cỏ tranh nhau, chờ đợi xuất thủ cơ hội. Huyết long thu liếm hơi thở, vậy chú ý trốn. Hắn rất rõ ràng già thiên ma đế tính cách. Không ra tay thì lấy, ra tay một cái nhất định thấy máu, một kích giết chết, tuyệt sẽ không lãng phí khí lực. Hiu hiu hiu, từng đạo thần quang sáng chói bóng người, như sao rơi thiểm lược tới, đều là vực ngoại nơi đây vùng lân cận rất nhiều mạnh mẽ tông phái đệ tử, có thất sát ma tông, dài hận ma tông, hồng trần ma tông, phá quân ma tông, lục dục ma tông vân. Vân, trong đó, nhất bắt mắt, chính là dài hận ma tông đệ tử. Ở khu vực này trong tông phái, dài hận ma tông nhất là đặc biệt, bọn họ chỉ thu nhận thiên ma tộc đệ tử, không muốn những người khác. Ở thời đại thượng cổ, xâm lược thần quốc chiến tranh, dài hận ma tông xuất lực lớn nhất, vô số thiên ma cũng phái đi ra ngoài. Bọn họ cái này nhất mạch, tu luyện thần thông, vậy toàn bộ là thiên ma bí pháp, lấy mặt trái tâm trạng thúc dục óc, kích hoạt khí huyết, chú trọng tàn bạo tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Chín đuôi hỏa hồ hơi thở. Một người mặc địa ngục áo bào đen, cả người hỗn tạp thiên ma hơi thở, đế huyền uy nghiêm ông già, kinh ngạc nhìn bốn phía. Rõ ràng cảm nhận được liền chín đuôi hỏa hồ hơi thở. Kỵ cũng lớn người, chín đuôi hỏa hồ không phải là bị trấn áp sao? Tại sao lại ở chỗ này?
một cái giải Hận Ma Tông đệ tử, nghi ngờ hỏi. Cái này ông già áo bào đen, là giải Hận Ma Tông trưởng lão, tu vi đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, lần này Vân Sấm Đế Long Châu xuất thế, hắn đặc biệt chạy tới, muốn đoạt bảo. Nếu như Ngụy Dĩnh ở chỗ này, nàng nhất định có thể nhận ra, cái này ông già áo bào đen, chính là thiên ma tộc đại tế ti, Kỵ Đô Ma Quân. Nguyên lai, Kỵ Đô Ma Quân không chỉ là thiên ma tộc đại tế ti, vẫn là giải Hận Ma Tông trưởng lão, chấp trưởng hừng hực quyền vị. U Minh vùng biển đánh một trận, Kỵ Đô Ma Quân tổn thất thảm trọng, lãnh địa bị phá hủy, 800 cái thiên ma tử sĩ vậy toàn bộ tăng tấn, cuối cùng liền địch nhân chút nào mau cũng không có thương tổn được. Đánh bại. Vô cùng nghiêm trọng đánh bại. Tin tức này truyền về giải Hận Ma Tông, hắn mặt mũi quét sân, không đất dung thân. Hiện tại Vân Sấm Đế Long Châu xuất thế, chỉ có cướp đoạt tới tay, hắn mới có thể khôi phục trước kia kiêu căng. Chuyện này nhất định có kỳ hoặc, nhưng trước không cần phải để ý đến, cướp đoạt Đế Long Châu trọng yếu nhất. Kỵ Đô Ma Quân ánh mắt vọng hướng bầu trời, viên kia nhật nguyệt vậy huy hoàng hạt châu, làm hắn vô cùng thèm thuồng. Mặc dù chín đuôi hỏa hồ đột nhiên xuất thế, chuyện này sau lưng, nhất định có ngập trời nhân quả, nhưng việc cần kíp, là cướp đoạt Đế Long Châu, Kỵ Đô Ma Quân cũng không quản được nhiều như vậy. Suy, Kỵ Đô Ma Quân bàn tay đánh ra, như bay vân điện tránh, lại vô căn cứ giết ra một cái dấu tay, muốn đoạt lấy Đế Long Châu. Ha ha, người muốn cướp Đế Long Châu, hỏi qua bổn tọa chưa? Trên trời truyền tới một tiếng hừ lạnh. Từ trên bầu trời truyền xuống thanh âm, trong xương tràn ngập ác liệt sát phạt chập chờn, hiện ra ngập trời lực áp bách. Vô cùng vô tận yêu khí, tựa hồ muốn che đậy toàn bộ thiên vũ. Thanh thị Trúc Long, nguyên lai người thật từ thần quốc thoát khốn, còn trở lại vực ngoại. Kỵ Đô Ma Quân bước chân dừng lại, giấu tay thu hồi, hướng về phía bầu trời lạnh lùng nói. Nếu biết bổn tọa trở về, còn không mau mau quỳ xuống. Thanh thị Trúc Long thanh âm ác liệt vang khắp, bỗng nhiên, bầu trời đêm bên trong, mấy chục đạo ma hồng, xuyên đông tây, yêu khí rối rít tràn ngập, như hoa sen đen phi hoa, một cái dài hình rồng sừng nam tử mang ngập trời hơi thở, từng bước một hạ xuống xuống. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Trên mặt đất, Thất Sát Ma Tông rất nhiều đệ tử, rối rít quỳ ngã xuống, dập đầu màng bái. Thiên thần cảnh tầng 8 thiên. Thanh thị Trúc Long hơi thở. Vô cùng khoáng đạt. Kỵ Đô Ma Quân sắc mặt đổi rất khó khăn xem, hắn sớm nghe được lời đồn đãi, nói phong ấn ở tù Long đỉnh Thanh Thị Trúc Long, bị thiên đạo cung thả ra, hơn nữa còn trở lại vực ngoại, giết rất nhiều cao thủ, cuối cùng bị Thất Sát Ma Tông mời, gia nhập Thất Sát Ma Tông, đứng hàng đại hộ pháp chi chức, kiêu căng ngút trời. Nhìn Thất Sát Ma Tông đệ tử quỳ xuống đất cúi chào hình dáng, hiển nhiên, truyền thuyết đều là thật. Dõi mắt chung quanh. Thanh thị Trúc Long là cường đại nhất tồn tại. Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Phá Quân Ma Tông, Lục Dục Ma Tông người, cũng không có hắn như thế mạnh mẽ. Hồng Mông Chí Bảo, có đức người cư chi, các ngươi ai có thể thắng được bổn tọa, cái này Đế Long Châu liền thuộc về người đó. Thanh thị Trúc Long đứng chắp tay, trên mình tràn ra từng luồng hồng mông hơi thở, diễn hóa thành sát. Tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch, bảy chữ to. Giống như mãi mãi thiên đạo phù văn, bộc phát ra ngập trời nhuệ khí. Thiên cương tuyệt mệnh phù. Tên này, lại có thể luyện thành thiên cương tuyệt mệnh phù. Đây chính là Thất Sát Ma Tông nghịch thiên thần thông à, Thất Sát Tông chủ lại có thể truyền thụ cho hắn, xem ra là có tài bồi ý. Mọi người thấy Thanh Thị Trúc Long trên người ký tự, đều là lộ ra rung động thần sắc. Thiên cương tuyệt mệnh phù, 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, bàn về uy lực. Có thể xếp hạng thứ 10, là Thất Sát Ma Tông nghịch thiên thần thông, ở thời đại thượng cổ hiển lộ qua uy nghiêm, chém chết qua vô số thần quốc cao thủ. Từ thượng cổ đại chiến hạ màn sau đó, Thất Sát Ma Tông tông chủ bị thương quá nặng, kế cận chết, những năm này một mực khổ khổ treo mệnh, sống không bằng chết. Ngày này cương tuyệt mệnh phù, cũng không có sẽ ở thế gian xuất hiện qua. Hiện tại, Thanh Thị Trúc Long tái hiện thiên cương tuyệt mệnh phù uy nghiêm, hiển nhiên. Hắn lấy được Thất Sát Ma Tông nghịch thiên truyền thừa, sau này sẽ thừa kế đế vị, trở thành một đời mới tông chủ. Sát, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. Bảy cái cổ xưa ký tự, như thất trọng thiên đạo pháp cầu, quanh quẩn Thanh Thị Trúc Long lật bay lượn động, vô tận sát phạt hơi thở mãnh liệt,
để cho tại chỗ tất cả người, sắc mặt đều thay đổi. Kỵ đô ma quân thật sâu chấn động sợ hãi, hắn chỉ có thiên thần cảnh 7 tầng thiên thực lực, tu vi vốn là so Thanh Thị Trúc Long yếu đi một nước, lúc này Thanh Thị Trúc Long hiển lộ ra thiên cương tuyệt mệnh uy nghiêm, hắn còn như thế nào là địch thủ. Hồng Trần Ma Tông, Phá Quân Ma Tông, Lục Dục Ma Tông dẫn đầu các trưởng lão, cũng là chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Nếu như đơn đả độc đấu, tại chỗ không có bất kỳ một người nào, là Thanh Thị Trúc Long địch thủ. Ha ha, xem ra chư quân rất có tự mình hiểu lấy, đã như vậy viên đế Long Châu, bổn tọa liền thu nhận. Thanh Thị Trúc Long gặp không người nào dám ra mặt, lúc này vung tay lên, một cái thật to nghịch chữ, từ trên người hắn giết ra, ngay tức thì bay đến bầu trời, hung hăng khắc ở đế Long Châu phía trên. Suy, nhất thời, đế Long Châu hơi thở cổn đáng, từng luồng vân lôi thiên long cuồn cuộn khí thế, cũng gặp phải thiên cương tuyệt mệnh phù áp chế. Từ bầu trời rớt xuống, muốn rơi vào Thanh Thị Trúc Long trong tay. Người này luyện thành thiên cương tuyệt mệnh phù, lại bị hắn cướp được đế Long Châu, kiêu căng sợ rằng phải nghịch thiên, chúng ta Trường Hận Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Phá Quân Ma Tông, Lục Dục Ma Tông, sợ rằng đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Theo ta tru diệt lão này, cướp lấy đế Long Châu. Kỵ đô ma quân liền liền gầm thét, căm hận dưới, khóe mắt cũng rạn nứt. Ở trên cao cổ đại chiến kết thúc sau đó, vực ngoại khu vực này rất nhiều ma tông thế lực, nguyên khí đều có tổn thương, lẫn nhau duy trì một cái vi diệu thăng bằng. Nhưng hiện tại, Thanh Thị Trúc Long lấy được thiên cương tuyệt mệnh phù truyền thừa, thất sát ma tông kiêu căng bạo tăng, nếu như lại bị hắn luyện hóa đế Long Châu, thất sát ma tông sợ rằng phải lần nữa khôi phục thượng cổ huy hoàng. Vậy sau này xâm lược thần quốc, cũng không có những tông phái khác chuyện gì, thất sát ma tông một nhánh thế lực. Là có thể độc bá tất cả võ huân công đức. Một nhà độc quyền, cũng không phải là chuyện gì tốt. Kỵ đô ma quân dẫn đầu xuất thủ, hung hăng một chưởng hướng Thanh Thị Trúc Long vỗ tới. Ngăn cản. Phải ngăn cản. Một khi bị Thanh Thị Trúc Long bắt được đế Long Châu, vực ngoại thăng bằng đem bị phá vỡ, đây là tất cả mọi người đều không muốn thấy sự việc. Bên cạnh, Hồng Trần Ma Tông trưởng lão Nam Minh Ma Soái. Phá Quân Ma Tông giải lão Đông Phương Kiếm Ma, còn có Lục Dục Ma Tông trưởng lão Cửu Nan Ma Vương, liếc nhìn nhau, đều là ngưng trọng gật đầu, chợt bạo khởi giết ra, và Kỵ Đô Ma Quân liên thủ, thẳng giết Thanh Thị Trúc Long. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như bị thất sát Ma Tông một nhà độc quyền, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này đế Long Châu ai cầm đều có thể, hết lần này tới lần khác không thể cho thất sát Ma Tông bắt được. Bởi vì... Thanh Thị Trúc Long đã luyện thành thiên cương tuyệt mệnh phù, luyện hóa lại đế Long Châu, hắn kiêu căng muốn nghịch thiên, tuyệt đối muốn bước vào tới cảnh giới cao, coi trời bằng vung, ai cũng không ngăn được hắn. Giết! Trường Hận, Hồng Trần, Phá Quân, Lục Dục, bốn đại ma tông đệ tử, cũng là liên hiệp, hung hăng giết hướng thất sát người ma tông. Trong thoáng chốc, rừng trúc bên trong sát khí ngút trời, vô số thần thông pháp bảo ánh sáng, không ngừng sáng chói lóng lánh. Tình cảnh một phiến hỗn loạn. Thiên ma hàng long ấn. Kỵ đô ma quân gầm thét một tiếng, sử xuất bén nhọn nhất sát chiêu, một cái to lớn giấu tay, mang trấn áp hết thảy, hàng phục hết thảy khí thế, hung hăng đánh về phía Thanh Thị Trúc Long. Nam Minh Thiên Đăng. Tiên thiên ma kiếm khí. Ách Nan độc thủ. Nam Minh Ma Soái, Đông Phương Kiếm Ma, Cửu Nan Ma Vương ba vị trưởng lão, cũng là thi triển ra riêng mình sát chiêu. Không chút lưu tình đánh giết ra. Bọn họ đều là thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, mặc dù không bằng Thanh Thị Trúc Long, nhưng dưới sự liên thủ, uy nghiêm thật lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Thanh Thị Trúc Long hừ lạnh một tiếng, đối mặt bốn đại cao thủ tập kích, không sợ chút nào. Một đám gà vườn chó đất, há kham nhất kích, ngày hôm nay bổn tọa để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là võ đạo chính tông. Sát, tuyệt, hung, chiến, đấu, tàn, nghịch. Bảy cái kinh khủng ký tự, không ngừng lóe lên ma hy, bộc phát ra vô cùng hung lệ hơi thở. Thanh Thị Trúc Long bàn tay cua múa, từng chữ phù nối thành một thanh kiếm, thiên cương tuyệt mệnh hơi thở bùng nổ đến trình độ cao nhất, một kiếm hung hăng phách đánh tiếp, giống như muốn phá khai thiên địa. Tốt khí thế kinh khủng. Kỵ đô ma quân đám người trong tròng mắt, đều hiện lên ra rung động thần sắc. Thiên cương tuyệt mệnh phù, trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ Pháp, hạng thứ 10 tồn tại,
uy thế chân thực quá kinh khủng. Thanh thị trúc long thi triển ra, cuồn cuộn thiên cương tuyệt mệnh uy nghiêm, như thủy triều lăn lộn, thiên địa không gian đều ở đây vặn vẹo, đơn giản là vô địch. Phịch, hàm chứa thiên cương hơi thở tuyệt mệnh kiếm, hung hăng chém xuống. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, Nam Minh ma soái, Đông Phương kiếm ma, Cửu Nan ma vương ba vị cao thủ, đều là miệng phun máu tươi, phun ra chút bể tan tành nội tạng, thần thông ngay tức thì bị thanh thị trúc long nổ, người bị thương nặng. Kỵ đô ma quân cũng là liên tiếp lui về phía sau, bị chấn động được khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 158.